Y đằng nô nhà tì năng hồ tư xích ra hồng tư nhà ta vô. Y đằng nô nhà tì năng hồ tư xích ra hồng tư nhà ta vô. Y đằng nô nhà tì năng hồ tư xích ra hồng tư nhà ta vô. Ý đằng quá ta mê phun nhằn à sao vắt cái già quá hằng hồ túc. Ý đằng mê phun nhằn nhíp bà nát ta phát cha vô hồ túc. Mama phùng nắp thà gần sắp tắt sắp trà năng thà chê lý. Tề sắp bề mề sa năng phùng nhắp bà gần lắp bằng túc. Xà thú lành thai. Do sự phước báo mà chúng con đã tâm sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nằm trong tâm. Do các phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để trợ duyên chúng niết bàn. Xin chia phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hưởng đồng điều cả thể như nhau. Lành thai, lành thai, lành thai. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt tí tha phùng nhanh nô anu mô đành tu chít răng đắc thành tu xa xa năng. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt tí tha phùng nhanh nô anu mô đành tu chít răng đắc thành tu mô ga ru. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt tí tha phụng danh nô anu mô đành tu chít răng rắc thành tu nhà ta vô. Ác kha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mất tích thi kha phụng danh nô anu mô đành tu chít răng rắc thành tu pha ni nô. Ác kha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mất tích kha phụng danh nô anu mô đành tu chít răng rắc thành tu nô sa đa. Chư thiên ngự tranh hư không địa cầu thượng thử rõ công mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng tinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi phu sa la thầm mang các tâm bằng chi đi văn ma ma sa về na hoa cha ma ma sa chi đa xề chú chắc tăng thách tăng. Về sắc ta sầm như nhô ác chi về ca sắc ta á sầm như nhô ca tăng phùng nắc phá lăng mây hàm. Sắp đề thạ dì phá quần tu tè về tăng phá tăng sư vi đinh tăng đinh năng phùng nắc phá lăng mây dè. Về cha tha ca na cha nằm chi đề hoa gần tò ni huệ đa dụng sắp đề lô khâm. Chi về sắc ta chiều văn ta hà rắc hề xuất kha. Ma nhung nhang bộ cha năng sắp đề la băng tu ma ma xề ta xa ti. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh mẹ cha quyến thuộc dần xa dần. Hiện tiền quá quả hiện tiền quá vãng thập phần thiết duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho thảy điều hưởng vị cam lồ đạo căn bắt thối tâm vô khổ sầu lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Nguyện cầu tất cả sinh linh động nguyên chánh pháp quang minh pháp chinh truyền tâm tính tâm giữ vẹn một niềm vun bồi phúc huệ tròn duyên đạo mầm. Con xin tất tập thỉnh pháp sư ê quang sa hàm ta ti brahma na pha qua quanh tăng ác cha chắc ta tùng hi ta huệ na tăng bút hồ thà dùng nhẹ na thi thào sa gia tăng hà bút thà giáp hà đề na mi gia đà văn ta tổ ca tổ phận cha quốc gia đa vô này về a man tha về thi thầm ma tổ tất đồ pháp u thi tâm bút thổ a nu na thầm ma đề sa năng phát cha quốc gia ni đề se di sắc ta năng a thích tha sanh tề na sa thu ấy vô bằng tề đề se thi thầm ma đề sa năng tất đa di thác pháp vi sa văn a nu thầm thân thi kha ta huệ phạm thiên thành chính khẳng hoảng Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi liếc lòng mở đạo dạy đời nắm vườn lọc giả ngày trời chân sang thiết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy kính dự pháp từ đó là nhóm kiều tằng ngư được ném hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian
Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp ngôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối nay cầu được chí chi vẹn toàn. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông trước hết để thử máy và sau đó chuẩn bị trả lời những câu hỏi của tất cả quý vị trong đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic ạ. Nam mô Tát Sa Pa Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pa Va Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pa Va Va To Va Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Đại Chúng Nam Phật Nữ Trong Đạo Tràng Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Dhamma Giả, Nam mô Sangha Giả. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, còn kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý bà quý cô tu nữ, và xin mến chào các anh chị đạo hữu ở trong room. Dạ, âm thanh của sư nghe rất là rõ thưa sư. Không biết là âm thanh của chúng tôi là có nghe được không, là xin các anh chị có nghe được là xin là cho tôi biết một cái tín hiệu. Xin cảm ơn các anh chị ha. Xin mời và cũng xin mời các anh chị tiếp tục nêu những cái vấn đề, những cái vấn đề, những cái câu hỏi để làm cái bài học cho lớp của chúng ta hôm nay, cho trong room ngày hôm nay nha. Xin mời các anh chị nha. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời mọi người. Dạ, con kính mời sư dùng một ly trà. Xin mời mọi người, xin mời mọi người. Dạ. Chúng tôi dừng lại một cho các anh chị gõ những cái câu hỏi lên. Dạ, như vậy thôi, đang trong khi lúc chờ đợi này, con cũng nêu cái vấn đề đầu tiên lên là trong 10 cái ba la mật đó thưa sư. Đana parami bố thí, rồi trì giới sila, rồi nekkhamma, có chỗ thì dịch đó là xuất ly, rồi panya, rồi viriya, rồi khẩn tí, rồi sắc chá, ác thí, thana parami, rồi metami, rồi upekkha parami. Nhưng mà ở trong đây con không biết rằng là cái thiền định đó thưa sư, cái thiền định đó thì mình sẽ xét ở trong cái chỗ nào thưa sư? Thiền định thì mình phải xét trong cái chỗ nào? Là panya thì nó là tu thiền quán, là tu thiền tuệ. Như vậy con không biết rằng là thiền định đó thì mình sẽ xếp vô trong cái ba la mật nào ở trong 10 cái ba la mật này. Dạ, con kính gửi mic lại cho sư để sư chỉ giải về vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra về cái phương diện mà thiền chỉ thì nó không có, đa số các pháp của Đức Phật diễn thuyết thì nó không có nằm trong cái vị trí nào mà được gọi là quan trọng cả. Bởi vì thiền chỉ nó chỉ là cái foundation để cho cái thiền giả đó có đủ năng lực để tiến tới cái thiền quán mà thôi. Thành ra đa số những cái thông thường là mình học đây đó, thì không thấy thiền chỉ trong đó trực tiếp. Nhưng mà nếu mình nói mà gián tiếp đó, thì hai cái chi số 8 với số 10 đó
là nó nằm có thể là dùng trong những cái phương pháp để làm cho cái năng lực của thiện chỉ nó phát sanh được nha. Chứ còn nếu mà nói trực tiếp thì rất là hiếm, bởi vì Đức Phật từ cái ngày mà ngày dạy cho bài kinh đầu tiên quý vị cho nghe cho năm vị năm anh em của các vị Kiều Trần Như đó, thì ngài đi thẳng vô trong thiền minh sát chứ ngài không có nói tới thiền chỉ. Nhưng mà tại vì lý do đó, có một số cái đề mục từ ngoài mà mình thấy có trong nằm trong thiền chỉ đó, là tại vì cái đó là dầu rằng của những cái vị ở ngoài nhưng mà nó có lợi cho cái sự tu tập, thành ra Đức Phật chấp nhận cái đó. Nhưng mà để đặt nặng vấn đề thì thường thường ngài dùng cái thiện minh sát nhiều hơn, bởi vì khi quý vị nghe những cái pháp mà Đức Phật dạy đó thì bây giờ cũng nói về thứ nhất là pháp học, thứ hai là pháp thiền, tức là khanh thả thú ra và ví bạch sa na thú ra, chứ ngài không có dạy là samadhi gì trong đó. Trong trong hầu hết các lời dạy Đức Phật thì cái vị trí của thiền chỉ nó rất là nằm trong cái vị thế rất là khiêm nhường, bởi vì những quý vị để ra tất cả những cái vị nào gặp được Đức Phật trực tiếp không sớm thì muộn đều đắc đạo quả hết. Còn cái chuyện mà người ta muốn hành thiền chỉ đó để làm gì, để có thể là tạo cái cơ hội để mà nếu có khả năng nhập được thiền viện thì nhập, hoặc là có khả năng để thi triển một số cái thần thông mà Đức Phật cho phép. Rồi cho thi triển thần thông của Đức Phật cho phép, thành cái thiền chỉ nó nằm trong cái vị thế rất là khiêm nhường là như vậy. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con thay mặt ở trong rừng kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ thưa sư, thì sẵn ở đây thì xin sư chỉ dạy về cái ba la mật mà sắc giác parami thưa sư, tức là chân thật hay là sự thật về ba la mật, thì chỗ này á thưa sư là ý nghĩa là gì thưa sư, tức là mình phải tu tập cái vấn đề là cái sắc giác parami này nè, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch Địa Tạng Hoàng, dạ kính thưa cho quý vị. 10 cái ba la mật này là chỉ cho những cái pháp mà để cái vị đó đi từ đầu cho tới sự giải thoát. Thành ra cái chữ sạch chả ở đây đó là mình thường thường mình dịch là chân thật đó. Nghĩa là không, nghĩa là mình tất cả những việc làm của mình đều đưa tới mục tiêu duy nhất là sự giải thoát mà thôi. Cái sự thật của những cái pháp parami này đó, chữ thành thật đây là cái mục tiêu của sự giải thoát. Anh đã bị làm bất cứ cái gì đều nghĩ tới cái đó hết, sạch chà parami á, mình đều nghĩ tới cái đó hết, chứ mình không có nghĩ là giống như mình nguyện hàng ngày cái đó là nó không không đúng nguyện hàng ngày rồi. Nếu mà trong thời gian chưa đắc đạo quả thì được sanh về cõi này cõi nọ rồi để được hưởng cái này hưởng cái nọ, cái đó không có. Tất cả những cái gì mà đang tạo pháp ra mặt đều nguyện đều duy nhất là giải thoát mà thôi. Thành chia sẻ đây là nó nhắm một cái mục tiêu của sự chân thật của người đó đó, từ lúc mà bố thí cho tới với cái lời nguyện đó phải phải có sự chân thật trong đó. Nguyện cho bố thí này dẫn đi tới mục tiêu cuối cùng, và sự dĩ giới này cũng đi tới cuối cùng, sự xuất gia này cũng đưa tới cái cuối cùng. Tất cả 10 cái điều này đều đi tới mục tiêu cuối cùng, đó là sự chân thật của mình khi mà hành những cái pháp ba la mật này. Thành ra không có đường nào mà đi ngắn lại hoặc đi xa ngoài cái đó đó. Mình bây giờ thì mình là phàm nhân, thành ra mình còn nguyện đủ thứ chuyện đó, chứ ngày xưa là không có nguyện. Ngay cả những cái cận sinh nam phụ nữ thông thường đó, khi để bát cho các bậc thánh cái gì đó là xin con xin với cái hồi phước này con xin nguyện đi được đắc được cái pháp của ngài đắc, chứ còn không có nói là để sanh về cảnh trời sanh về cái này cái đó đó. Chứ có lẽ là họ phước nhiều quá họ muốn bỏ một số cái thời gian để lên luân lưu ba cõi sáu đường này, họ không có muốn, họ bao giờ không có đi tới cuối cùng. Thì mình nguyện mà mình làm cho đúng mức vậy đó gọi là sạch chả ba la mi, chứ mình nguyện mà mình không quẹo qua quẹo lại vậy đó. Nam mô Bổn Thầy á.
Nam mô Bụt Thà giá. Dạ, nhưng mà nếu mà mình hiểu cái sắc cha parami này là các cái nguyện hướng tới một điều duy nhất là chân thật, như vậy thì nó khác gì khi mà mình so sánh với cái số 8 đó thưa sư? Tức là cái hạnh là Atthittha Parami cũng là một cái phát nguyện. À, như vậy thì cái phát nguyện đó và cái sự phát nguyện hướng tới cái chân thật của cái số 7 á, thì nó khác nhau như thế nào thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy vấn đề này ạ. Nam mô Bụt Thà gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị. Thì cái Atthittha Parami này là mình nguyện những cái pháp mà này là cũng đi tới mục tiêu cuối cùng, nhưng mà đưa tới mục tiêu với năng lực của cái nguyện của mình là đi tới đó. Yeah. Còn cái trước cái số 7 đó là cái lòng chân thật của mình đối với những cái pháp mình làm, nó cũng đưa đi tới cái đó chứ không phải không. Mình nhớ gì đó, 10 cái pháp nào này mình này đó, là khi nào mà mình làm bất cứ cái pháp nào thì cái dẫn mục tiêu cuối cùng là sẽ giải thoát, chứ còn không có nói cái chuyện là lên chỗ này chỗ nọ. Thành ra cái thật chào mi là mình hướng tới cái điều đó, và cái thả thì thả thứ à, thế thả nó vào mi, tức là mình gọi là cái năng lực để đi tới đó, là chỉ là đi tới thôi, tới đó đáng đi tới, cho tới đó lúc nào bất cứ lúc nào và có thể đầy đủ điều kiện là đi tới đó, chứ không có nghĩa là giống như mình đương đi, mình nghỉ chỗ đó chút hay mình vô mình đi vòng bên lề đường có những cái cảnh hay, mình vô mình đi qua cái này không có, mình nhờ cái ở xa nó qua mình mới đi luôn, mình không ấy mình đi làm sao tới cái nơi mà mình đã nguyện. Thành ra khi nào mà mười cái thả nó nó giúp cái những cái chính cái hạnh kia đó đi tới mục tiêu cuối cùng với cái năng lực của cái điều kiện mà mình đang có đó. Còn sự chân thật đó cũng vậy, cái sự chân thật đó, đó nó khác nhau ở chỗ là sự chân thật là khi mình đi con đường đó đó à, phải đi, nhưng mà đi một cách chắc chắn nhưng mà nhanh lẹ, thì cái đó là nó dựa vào Atthittha nó Parami. Chứ còn nhiều khi đó nó ngoài nói chứ có nhiều cái gì đó, tại sao mà phải đi qua nhiều cái giai đoạn này kia ông sùng này kia hay là gì gì đó, tức là trong thời gian mà mình hành 10 cái ba la mật này, mà trong cái thời gian đầu tiên đó, cái nguyện trong tâm đó, nhiều khi những cái này nó không có năng lực, nó tạo một số cái điều kiện làm cho con người mình nó bị chùng bước chỗ này chùng bước chỗ nọ, nhưng mà tới chừng nào mà khi mà được khỏi rồi thì nó không còn chùng bước nữa, nó năng lực nó đều hướng tới một chỗ mà thôi, chỗ tùy theo cái điều kiện của những cái pháp đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy dạ, dạ con kính tri ân sư. Dạ hai cái số 7 với cái số 8 nó cũng tương đối là khó phân biệt, cho nên cần nêu ra rồi sư chỉ dạy là rõ ràng. Xin mời những anh chị khác nêu các cái vấn đề và những cái câu hỏi tiếp theo đi các anh chị. Chúng tôi dừng lại để cho các anh chị gõ các cái câu hỏi lên ha, rồi chúng tôi đọc cho. Dạ, xin mời các anh chị. Dạ, thưa sư có một cái câu hỏi của cái nick là lang thang là bạch sư Nam Á và Rupa, có một số chỗ viết đó là Nam Á Rupa, vậy là Nam Á Rupa viết chung có ý nghĩa gì khác hay không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic lại cho sư chỉ dạy ạ. Nam mô Bụt Thà dạ kính bạch chư tôn hàng dạ kính thưa chư quý vị, nó có nghĩa gì khác cả. Khi người ta nói tới danh sắc, nhưng mà danh sắc nó phát sinh có nhiều cái điều kiện, có chỗ người ta nói rời rẻ có nghĩa là cái danh nó quan trọng hơn là cái sắc, nó quan trọng hơn với cái điều kiện trong cái đoạn nhân đó mà thôi. Nhưng mà có những cái đoạn nhân khác thì nó ta viết cái này là cái nhân phạm của cái loại ngôn ngữ đó nên, chứ không phải giống như tiếng Việt là mà mình là đọc âm thành ra mình phải viết rời 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 hoặc là không viết chung được. Còn cái ngôn ngữ của Parami, cái ngôn ngữ của Pali này đó là nó là đa âm, đọc âm cũng có, đa âm cũng có, mà vừa đọc âm vừa đa âm cũng có, tùy theo cái văn phạm họ viết cái điều kiện đó để họ cho mình hiểu cái ý nghĩa nó
trong cái đoạn đó nó phải dính dính nhà liền nhau hay là nó bị rời nhau và thôi, chứ đâu có gì đâu khác, không có gì khác hết đó, nó vẫn có nghĩa giống nhau, nhưng mà tùy theo cái chỗ đó là mình, phải dùng một số cái điều kiện, bởi vì cái quý vị đọc trong, nếu quý vị vô trong mỗi ngày trưởng lão này, quý vị học và thiền Bali, nó có cái chính cái chuyện này nói ra khác nhau là vậy đó, nó gọi là quý phát tị đó ha. Mỗi cái quý phát tị nó làm cho cái chữ Bali nó thay đổi khác nhau, mà khác nhau theo cái nghĩa của cái điều kiện mà họ dùng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá và thay mặt ở trong rừng và chúng con kính tri ân lời dạy của sư gặp. Và xin mời các anh chị khác nêu các cái vấn đề lên. Xin mời các anh chị. À, có nick Chánh Tâm, tôi xin gửi cái mic lại cho anh lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, con xin kính đảnh lễ quý sư, con xin kính đảnh lễ các cô tu nữ và con xin kính chào đạo tràng và cảm ơn anh tu học. Thưa sư, con có câu hỏi này, con muốn biết cái gì mà hành giả đó thưa sư, khi mà họ về đất, họ đắc thiền định hay là tất về đạo quả đó, thì cái phần cuối cùng của họ đó là họ phải có cần thiết là họ phải đu lại làm cái phản kháng cái chi thiền chi không của họ không thưa sư? Giống như nếu mà họ về thiền định đó, thì khi mà họ đắc được thiền như tiểu như sơ thiền hay là nhị thiền, thì họ sẽ phản kháng những cái thiền chi đó, họ có những thiền chi đó hay là họ họ có khả năng làm đó được không thưa sư? Còn giống như về thiền tuệ á, thì khi họ đắc về cái bậc dự lưu đầu tiên, đạo quả đầu tiên á, thì cái phản kháng về những cái phiền não, những cái chi những cái về cái phiền não như là còn dư sót lại á, họ có khả năng họ có thể phản kháng lại và coi những gì phiền não của họ còn lại là để họ tu tập tiếp không sư, hay là họ không thể phản kháng lại điều đó mà họ chỉ biết là họ không có khả năng mà họ chỉ biết là họ được đắc được cái thiền này hay là họ được đắc được cái tầng đạo quả này. Sư có thể giải thích cho con không thưa sư? Con kính tri ân sư ạ. Con nhường mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Về thiền quán thì người mà đắc thì họ có hai loại. Loại thứ nhất là quán xét lại tất cả cái điều kiện đầy đủ, tức là phiền não đã diệt, phiền não còn dư lại đạo quả và niết bàn, tức là cái đối tượng. Còn cái vị mà không có pháp học đầy đủ đó, mà ba la mật có thể đắc được đó, thì chỉ quán có ba chuyện là đạo quả với niết bàn thôi, chứ còn phiền não thì họ không có khả năng, thì họ không có quán, họ không có xét lại coi cái gì nha. Còn về thiền thiền chỉ á, thì đa số cũng có họ quán lại, nhưng mà nhanh lắm chứ không có giống như cái loại của thiền quán. Họ cần quán xét là coi nó đủ chi thiền để họ biết cái họ vừa đắc là thiền. Chứ còn nhiều khi đó, nếu mà không có cái những cái lộ tâm để quán lại cái đó đó, nhiều khi người ta cứ hiểu lầm, mình hiểu lầm là sao không? Mình chưa không đắc mà người ta nghĩ mình đắc rồi kia không xong đó. Thành ra cái chuyện mà không quán đó là nó có dễ đưa tới những cái điều kiện đó lắm, thành ra họ phải quán. Nhưng mà có bắt buộc quán bao nhiêu lần hay quán bao lâu thì cái chuyện đó không thấy nói, chỉ nói là họ chỉ quán sao sơ trở lại những cái điều mà mình vừa qua. Còn của đà lộ đạo thì cũng phải quán lại, nhưng mà có pháp học đầy đủ thì quán đầy đủ, mà không có pháp học đầy đủ thì quán chỉ có ba pháp về siêu thế đó mà thôi, tức là đạo quả niết bàn thôi, chứ không có quán phiền não đã diệt, phiền não còn lại gì cả. Nam mô Bụt Thầy á.
Con kính tri ân sư ạ. Thưa sư, con có đọc một vài nghiên cứu về thực tập về Vipassana, thiền minh sát tuệ, thì có một vài cuốn sách có nói, mà con không biết có phải là những gì này là lấy từ trong kinh nói hay là từ những cái của Đức Phật để lại. Thì khi nói mà cái gì mà muốn tu về thiền Vipassana đó, họ phải có cái 6 cái điều kiện là Vipassana Pumi. Thứ nhất là phải biết về ngũ uẩn, thứ hai là phải biết 12 xứ, thứ ba là phải biết 18 giới, thứ tư là phải biết 22 quyền, thứ năm là phải biết tứ thánh đế, và thứ sáu là phải biết thập nhị nhân duyên. Như vậy cái một người hành giả mà muốn tu tập nó cần phải hiểu sâu vào những cái mà nãy con vừa kể trên, có cần phải hiểu rõ hết thì họ khi họ tu tập về thiền quán thì họ mới hiểu là họ đang đi đi như thế nào, đúng hay là sai, có phải vậy không thưa sư? Xin sư giải thích cho con ạ. Con kính tri ân sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị, có lẽ là họ lấy từ những cái chú giải nào đó thì chúng tôi không biết, nhưng cái điều đó không có bắt buộc gì trong cái lúc hành thiền minh sát đó. Lúc hành thiền minh sát thật sự ra mình học đầy đủ nhưng vẫn phải có thầy, vẫn phải có thầy. Thành ra khi mình không có những điều kiện đó thì ông thầy cũng có thể giúp đỡ được mình đó. Nhưng cái điều học căn bản cần phải có người hành thiền minh sát đó là phải biết học để biết danh sách cái đã. Đó. Thì trong kinh không có nói học tới cỡ nào đây để có thể hành thiền minh sát được, nhưng mà trong các từ thiền ở Thái ở hay ở Miến Điện, từ thiền mà thức thiện ở trong rừng ở ngoài chúng tôi không có biết, thì họ bắt phải học hết gì pháp trung cấp, tức là biết rõ ràng tâm tâm sở sắc, cái sự hoạt động của tâm với tâm sở với sắc như thế nào, hoạt động có phiền não như thế nào, không có phiền não rồi này kia như thế nào, để làm gì, để là khi mà mình hành mà nó phát một số cái điều kiện mà nó phát sanh đó, mình có khả năng mình trình pháp cho ông thiền sư đó một cách chính xác, để ông để họ, họ có thể ấy cho mình ăn, họ có thể giúp đỡ mình trong những cái điều kiện cần thiết. Chứ còn thiền minh sát mà quý vị mà không có không học á, không học về thực tính pháp về này này nọ đó, nên nhiều khi quý vị có thể là kiếp trước quý vị có đầy đủ qua la mật, nhưng quý vị hạ thủ công phu rồi đó, quý vị tình trình pháp một thì sẽ không hiểu, thì cái sự lỗ vốn là thuộc về quý vị. Quý vị nên nhớ, quý vị coi trong cái cách chú giải trình bày 16 thể minh sát, cái người đó có giỏi tới đâu đi nữa cũng phải có thầy. Tại sao? Tại vì tới cái tuệ thứ tư vẫn bị quý vật sanh u vật ly xả, tức là não của thiền minh sát nó chung vô như thường đó. Mà lúc đó mình có thể mình sẽ trợ chân sẽ xảy là xảy cái chỗ đó nha. Nếu mình không học đầy đủ và có ông thiền sư mà không mình trình sao mà ông không biết, hoặc là ông thiền sư đó không có nhiều là khả năng về pháp học đó, thì quý vị đi tới đó quý vị vẫn có thể rớt rớt đài như thường, chứ không có cách chi mà không rớt đài đó nha. Thành ra thường thường quý vị không có học để hiểu rõ danh sắc là gì, theo theo điều kiện được của bộ Sáng Pháp Tập Quy Luận á, thì chắc chắn là quý vị hành là rất là khó khăn để mình đó đạt được cái kết quả giống như quý vị muốn đâu nha. Giờ ở thời buổi này đó thì chúng ta muốn gặp được cái gì thì sư thức thiệt cũng có, thành ra chúng ta phải học để cho mình có đầy đủ cái căn bản đó cái đã. Lỡ nó có chuyện gì thứ nhất là mình còn biết cách ngừng lại, hoặc mình biết cái cách để mình lôi chính cái thân mình ra khỏi cái sự lạc thiền đó, chứ còn nếu không nó rất là nguy hiểm. Thành ra vào thời Đức Phật đó, quý vị thấy nhiều khi là vô hỏi ngài câu cái ngài cho đề mục cái là đi hành thiền được, bởi vì lý do đó cái người mà gặp được Đức Phật mà Đức Phật bằng lòng nói pháp cho người đó nghe đó, người đó phải là thứ thiệt,
không là quyết định Úc cũng có tỷ Thanh Nhu, phải là quyết định chị Thanh Nhu. Thành ra người ta nhận được cái đó xong là thay vô rừng người ta có thể hành để đắc đạo quả như thường. Chứ còn mình bây giờ đó thì mình không có khả năng đó, ngay gặp được bậc thánh tinh văn mình còn chưa khả năng, chưa có đủ điều kiện, chưa có đủ phước báo để mình gặp. Mà mình cái vô mấy đường thiền mà đa số những gì thiền sư bây giờ thì cũng chỉ là phạm vi có pháp học hơn mình chút chứ chưa chắc có pháp học đầy đủ. Quý vị nên nhớ chúng ta nói nhiều lần trong sách vở nói là cái dở nhất, cái yếu nhất để làm vị thiền sư được phải là tam tạng pháp sư nhá, chứ không phải là mình muốn làm thẳng chơi vô rồi có nhiều khi mình không có hiểu được những cái thiện sinh của mình là mình hại người ta nhiều hơn, chứ nó không phải dễ giống như mình nghĩ đâu á. Thành ra đó là lý do, thành ra có những cái đó mà mình cần phải biết để mình có thể mình đi tới đi cho đúng mức. Cái thứ hai là mình phải lựa trường thiền để mình tìm gặp được ông thiền sư có khả năng và để hướng dẫn mình ra khỏi những cái sự nguy hiểm của cái việc mà hành thiền đó, thì mình mới có nhiều cái cơ hội để mình đi tới cái mức cao hơn, chứ còn nếu không rất là nguy hiểm. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, yeah, con kính chị ăn sư. Thưa sư, con có một cái thắc mắc này nữa sư. Thưa sư, như sư nói trong cái 16 tầng tuệ đó, thì theo con biết thì con không biết là con có đúng không, mong sư có thể hướng dẫn và chỉ cho con. Là 16 tầng tuệ thì Đức Phật có đâu có dạy cái ví dụ mà 16 tầng tuệ phải không sư? Những vị trưởng lão sau này, hay là những vị thiền sư sau này, hay là những vị chú giải, thì họ viết 16 tầng tuệ để cái người mà tu tập đó, họ biết họ đang ở ở những cái tầng tuệ nào. Giống như sư nói là những người mà lầm tưởng là khi họ tới cái tuệ thứ tư là cái tuệ sanh diệt, thì họ tưởng là họ họ đã đắc này đắc nọ. Thì con muốn hỏi sư, vậy cái những cái 16 tầng tuệ này là những vị chú giải họ viết ra, chứ không phải là Đức Phật chỉ cho mình. Và thứ hai là như sư nói là tệ thứ nhất là cái tệ phân biệt được danh sắc, là phải biết ngũ uẩn, cái nào là danh và cái nào là sắc. Vậy thưa sư, xin sư có thể giải thích cho con cái tệ thứ hai là cái tệ nhân duyên á, cái tệ nhân duyên, cái tệ thứ hai á, cái tệ đó sư có thể giải thích cho con thế nào mình phân biệt cái nhân duyên như thế nào trong cái tầng tệ thứ hai đó thưa sư. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con nhường mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn này dạ kinh thưa chư quý vị. Thật sự ra đó cái 16 tệ nó minh xác là Đức Phật không có nói là từ tệ 1 tới tệ thứ 16, nhưng mà nếu quý vị đọc trong bài kinh đầu tiên mà Đức Phật dạy đó, rồi quý vị coi trong chú giải thì cái điều của nó phù hợp với 16 tệ đó như thường, chứ làm sao không phù hợp được. Bởi chúng tôi đã nói rồi, khi Đức Phật nói là người nào lọt về vọng trí của Ngài và thứ thiệt không à, Ngài không có nói chi tiết như mình. Rồi sau này những cái bậc thánh mà thời đầu sau sau này là các chú giải đó thì họ mới viết ra những cái lời giải thích của Đức Phật để cho cái thành phần mà ít trí tuệ giống như mình về sau này đó để học để hỏi được. Nên chứ thật sự nó phải đủ điều kiện như vậy mình mới có thể mình đắc đạo quả được, chứ không phải thí dụ như bây giờ đó mình nói giống Ngài Sa Bụt nghe xong đắc liền, thì Ngài phải bắt đầu đi từ tuệ đầu tiên cho tới Ngài phải thấy được danh sắc, thấy được nhân duyên sắc rồi kia mà Ngài mới đi đi lên được tới cuối cùng chứ. Nhưng mà tại vì nó nhanh quá người ta không có nhắc. Ví dụ mình ngồi ngồi nhà huy cả cả bao nhiêu năm mới đắc được, còn trong khi này là búng ngón tay cái người ta có thể đắc. Nhưng quý vị biết cái búng tay đó tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần, 1.000 tỷ lần trong đó có năm trên 5.000 tỷ, 500.000 tỷ cái lộ trình tâm mà nó liên tục trong cái điều kiện mà danh sắc không, thì nó vẫn như vậy, là những cái việc bậc đó họ có khả năng họ đắc rất là nhanh, nhưng mà vẫn phải qua 16 điều kiện đó chứ làm sao không qua được đó. Mà cỡ mình đó thì mình chú giải mới bày ra rõ ràng để cho mình thấy rồi này kia ông dụng, chứ còn nếu mà mình đâu phải giống như ngày Sở Ri Bồ Tát hay ngày Mốt Ca La Đá hay là những cái ngày khác, phải không?
Thành ra như thành ra Đức Phật không cần nói vậy, nhưng mà quý vị đọc trong cái bài kinh nó tại sao lần đầu tiên mà Đức Phật dạy về những cái tuệ minh sát ở trong bài bài kinh đó cái gì vẫn như vậy, mà quý vị đọc kỹ là quý vị thấy có đủ không, đủ 16 tạng đó không, đủ sao không đủ, nhưng mà mình đọc mình thấy đó, mình giờ mình học sơ sơ mới biết đủ, nhưng mà mình không biết nó là gì, là gì ngoại trừ những cái bậc mình ta lão thông rồi đó, người ta mới đo từ trong đó người ta lấy ra, người ta mới có 18 tuệ minh sát hay chưa, có chỗ nhiều 10 tuệ tùy theo những bài kinh mà người ta lọc ra chứ, nhưng mà nó phải đi qua từ đầu tới vẽ đó. Còn cái tuệ thứ hai như mình hỏi đó là thường thường đó, sau này người ta tóm tắt trong cái trà tu lắc hành nạ của 72 cái thực tính pháp đó, tức là cái pháp đó nó phát sanh, nó có bổn phận như thế nào, nó đi như thế nào, lấy gì là về cái nhân gần nhất của nó là cái gì, mình phải có nhân gần nhất của nó để mình biết nó là cái gì mà nó ở đâu. Còn mình không biết là mình vẫn lạc đường như thường. Tại sao? Chúng tôi thí dụ cái tâm sở bi tị nó có mặt trong 12, trong bốn tâm bất thiện tòa hỷ và trong các tâm đại thiện hay là di tác tòa hỷ được, thành nó mình mới biết cái nhân gần của nó là như nào để mình biết nó nằm đâu. Ví dụ nó nằm trong tâm thiện thì mình cho nó phát sanh tiếp tục, mình cố gắng mình duy trì để nó có năng lực, chứ còn nếu nó nằm trong bốn cái tâm tham thọ hỷ ở trên đó mà mình không có biết cái nhân gần của nó thì mình không biết nó nằm ở trên là mình chết, chứ ra không chết. Người ta thấy nhân duyên là thấy cái sơ khởi thôi, chứ đâu phải là thấy giống như trong cái quyển Bạch Thả Ná nói ra là mỗi từ cái sát na này tới sát na kia có trùng trùng duyên khởi bao giờ, nó theo những cái điều kiện đó ha, ra mình học để biết nó theo những cái điều kiện cần thiết tối thiểu có để có được cái điều kiện để mình đi mình hành cho nó đúng mức để đi lên cái tệ nữa. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Và con xin sa du, và con xin nhường mic lại cho những vị kế tiếp ạ. Con xin xin mic ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ thầy mặt cho tùm lum dạ, kính tri ân về cái lời dạy của sư và xin gửi lời cảm ơn đến anh Chánh Tâm đã nêu các cái câu hỏi. Sẵn cái vấn đề mà cái anh Chánh Tâm vừa mới nêu về cái phản quán chiếu về chi thiền đó thưa sư, thì con nhớ lại ở trong chú giải á thì nói là có năm cái pháp thần thuần thục của một cái người mà tu tu tập về thiền định á, là ví dụ như thứ nhất đó là Awacanawasi, tức là thuần thục trong cái việc mà quán xét những cái chi thiền. Cái thứ hai là Sammapachanawasi, tức là thuần thục trong cái vấn đề về nhập định, là chính là tích tắc là họ nhập định được. Rồi Atthithanawasi, tức là họ thuần thục trong cái việc mà họ phát nguyện cái thời gian kéo dài trong cái quá trình mà họ nhập định là trong vòng bao lâu. Và Buddhanawasi, tức là cái thời điểm mà họ định họ muốn là bao lâu, và cái cuối cùng là cái bắt cháo với Kanawasi, tức là cái phản kháng đó. Đây chính là cái chỗ mà con muốn đặt ra để con hỏi, đó là cái sự khác nhau giữa cái số 1 đó là Awajanawasi cũng là quán xét chi thiền, mà cái số 5 là bắt cháo với Kanawasi là phản kháng chi thiền, thì hai cái này khác nhau như thế nào thưa sư? Nhà con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy về cái vấn đề. Nam mô Bụt Thầy gia kinh Bạch Chư Tôn hiện dạ kinh thưa cho quý vị. Cái ở trên đó là quán sát chi thiền trong lúc hành thiền, nên nhớ chuyện đó. Nên mình hành thiền mình coi cái chi nào nó yếu nó mạnh như thế nào để mình đừng cho nó lộn xộn. Còn cái bạch cho nó mà quét hành hạ này đó, tức là sau khi xuất thiền rồi quán sát, sau khi đắc thiền rồi á, rồi xuất xuất ra cho đó, hoặc là nhập thiền rồi xuất ra cho đó, là quán giác cả năm chi thiền tùy theo cái thiền mà mình nhập. Cái nhập thiền thứ nhất là cả năm chi thiền, mình nhập thiền thứ hai là bốn, thí dụ vậy. Hai cái nó khác nhau là khác nhau ở đó. À, cái thứ năm là quán hết, quán xét lại hết tất cả, nhìn lại hết tất cả. Nhưng mà còn cái đầu tiên đó là quán xét theo điều kiện mình hành tới lúc đó đó, nó được bao nhiêu cái chi thiền đó mình phải biết để mình coi cái nào nó mạnh, cái nào yếu, hay là cái nào nó sao sao đó, thì quan sát cái đó. Ví dụ như bây giờ nó mình ví dụ như mình mới mới tới nhưng mình chưa chưa tới Appanasamadhi, mình mới tới Vajrasamadhi, tức là mới bắt đầu vô cận định. Thì trong cái cận định thì có thể nó có nhiều
có thể có đủ các chi thiền rồi, nhưng mà có những cái chi thiền nó mạnh hay yếu khác nhau là quá quá sĩ. Còn khi mà mình nhập sơ thiền cái mình xuất ra khỏi sơ thiền bạch cho quyết hành hạ, nó quán xét lại cái đó thì nó quán xét tất cả cả năm, chứ nó không có quán xét giống như cái kia. Bởi vì thí dụ như mình đâu phải là hành thiền mà hành đi của cái những người mà đi cái rẽ tới nơi đắc thì nó khác. Rồi nhiều khi người ta phải trội tới trội lui rồi này kia, có những cái yếu có những cái nó mạnh hay nó sao 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 đó, tùy theo cái điều kiện của cái đối tượng lúc đó, hoặc là cái những cái bà lý phô cái nó khác. Nó có 70 loại mà nó làm thiền do cái sự hành thiền của mình đó. Thì ra quá cho nó quá sĩ nó chỉ nằm trong khoảng đó mà thôi. Còn cái bạch cho quyết đã sau khi ra ra khỏi thiền. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Bụt Thà. Dạ, con rõ ràng về cái vấn đề này rồi, thưa sư. Dạ, đó là phân biệt về hai cái Awachanawasi với là cái Pachacha Wakanawasi. Hai cái dịch sang tiếng Việt thì nó cũng gần như là giống nhau, một cái của là quán xét, một cái là phản kháng chi thiền. Dạ, con xin tri ân lời dạy của sư ạ. Hồi nãy anh Chánh Tâm có đặt ra cái nhiều cái về cái trí số 2, cái trí số 2 là nama rupa paccaya parigraha jnana, là cái trí đó đó, cái trí mà phân biệt về cái nhân duyên của mỗi một cái danh pháp và mỗi một cái sắc pháp đó. Hình như cái trí này chỉ là trí văn thôi đúng không thưa sư? Tức là cái trí số 2 này chỉ đang ám chỉ là cái trí văn thôi, chứ không phải chưa phải là cái trí tu để mà họ thấy thật sự cái nhân duyên sanh khởi của mỗi một sắc pháp và mỗi một danh pháp, có phải như vậy không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bồ Tát gia kiến bạch chư tổ hiền giả kính thưa chư quý vị, theo chú giải thì ba cái tệ đầu tiên vẫn là tệ văn như thường em, nhưng mà có nhiều vị khác họ không đồng ý thành ra mới loại ra là 16 tệ minh sát. Nhưng quý vị coi trong đa số đó là có chỉ có 10 tệ minh sát mà thôi em. Đó, dù như trong thanh tịnh đạo họ cũng đề cập tới 10 tệ minh sát này, bởi vì họ từ ba cái đó với cái cuối cùng ra đó, chứ họ không có lấy hết. Thì nhưng mà ba cái tệ đầu tiên đó mình pháp hành mình dựa vào pháp học, nghĩa là mình được ba cái đó do pháp hành, nhưng mà phải dựa vào pháp học 100%, không bỏ pháp học ra không có được. Nhưng mà bắt đầu từ cái tệ thứ tư đó trở đi đó, tệ tư phần sau đó, nghĩa là qua khỏi vừa sinh ghi lại đi trở lên đó đó, là dựa theo những cái điều kiện của danh sắc mà mình thấy, nó không có đi theo cái điều kiện kia nữa. Nghĩa là cái lúc đó là pháp hành 100%, chứ nó không có liên quan gì dựa vào pháp học để mình thấy được cái này, để được thấy được cái kia. Đó là lý do tại sao có nhiều chỗ kể 16, có nhiều chỗ ấy là tùy theo cái quan điểm của người ta về những cái đó ăn. Nhưng mà đa số đều công nhận một cái là tệ nhất tệ hai thứ ba vẫn là tệ văn như thường, tức là mình hành để mình thấy đó, nhưng mà mình thấy dựa vào pháp học để mình thấy. Nhưng mà bắt đầu tệ thứ tư thấy thấy sanh diệt một cách rõ ràng đó, là lúc đó là không dựa vào pháp học nữa, mà dựa vào những cái thực tính pháp mình đang quan sát để mình thấy nó mà thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Thà. Dạ, con xin thay mặt trong rừng kính tri ân về cái lời dạy của sư vừa rồi. Thì cũng ngay cái trí đó là thấy được nhân duyên sanh khởi của mỗi một cái sắc pháp, mỗi một cái danh pháp. Như vậy thì con xin sư, con nhớ là ở trong chú giải có một cái chỗ thì nói về cái nhân duyên mà sanh khởi cái sắc pháp đó, sư, đó là avijja vô minh, rồi tẳng ha tức là ái, rồi upadana tức là thủ, rồi kama là nghiệp, và vihara là ahara chứ, tức là vật thực. Và con nhớ là như vậy. Nhưng mà trong vi diệu pháp con nhớ rằng là cái nhân duyên sanh pháp thì nó có bốn, mà tức là dùng nghiệp nè, tâm nè, rồi thời tiết nè, và vật thực. Như vậy thì mình phải hiểu như thế nào thưa sư? Tức nghĩa là có một số chú giải nói rằng là cái nhân duyên mà sanh ra cái sắc pháp của mình đó, đó là vô minh nè, ái nè, thủ nè, nghiệp,
và vật thực. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về vấn đề này. Nam mô Bố Thầy Giá Kính Bạch Chư Tổ này. Dạ, kính thưa chư quý vị, quý vị đọc cho những cái đó, quý vị phải phân biệt. Cái mà vừa quên kể ba bốn đó, cái là nó gọi là xả tha ra ná hệ tụ. Nên, xả tha ra ná hệ tụ. Còn cái mà mình đang nói tới, nghĩa là nó nhiều chuyện đó, tức là nó không nằm trong xả tha đó, mà nó nằm theo cái điều kiện của cái pháp mà mình đang ấy, thì cái pháp đó nó phát sanh, nó dựa chẳng nhiều cái điều kiện, chứ nó không có dựa vào cái xả tha ra ná như vậy. Dựa vào xả tha ná hệ tụ thì nó có cái châm gạch, nó có giới hạn cái điều kiện. Còn nhưng mà ở trong cái kia thì nó không có, bởi vì chúng tôi mới nói là quý vị muốn biết như thế nào thì phải quý vị phải coi trong một sách Na Tâm nó có bao nhiêu chuyện liên quan tới duyên hệ và có bao nhiêu chuyện liên quan tới duyên khởi là vậy đó, để cho thấy hai cái mà gộp lại nó là trùng trùng duyên khởi, chứ nó không có là năm cái chuyện như vậy nữa. Năm cái chuyện này là xả tha ná hệ tụ, tức là cái pháp nào nó ra nó phải có cái này đó. Thành ra để ý vô đặng để làm gì, để khi nào mà mình theo đúng mức của Đức Phật á, là trước khi mình bỏ miếng cơm giấy thì mình phải quán xét, mình phải 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 niệm đó, niệm trước khi nhai rồi này kia dùm đó, thì niệm trước khi nhai nó mới lòi ra cái để nó ngăn ngừa năm cái xả tha ná hệ tụ này, năm cái nhân duyên phổ thông như vậy thôi. Nhưng mà còn cái duyên duyên kia là duyên hệ duyên khởi là nó riêng biệt, nó bao nhiêu chuyện nó nói, chứ nó đâu có phải nằm trong năm cái này không đâu. Anh nói mình phải phân biệt, ví dụ ngay cả cái danh sách này nó có hai chuyện để nói. Chuyện thứ nhất là cái xả tha ná cái phổ thông của nó đó, tức là nó có ba chuyện để nói vô thường con não ngã. Nhưng mà khi mà mình vô trong cái đặc biệt của liên quan tới từng cái sách Na Tâm, nó là có cả chục ngàn chuyện để nói, chứ đâu phải là nó có ba chuyện đó đâu, phải không? Vậy cứ nghĩ vậy quý vị biết liền gì đâu. Đó. Thành ra mình học mình phải coi chừng mấy cái đó, khi người ta nói thì người ta nói như thế nào, nó người ta nói đặc tính chung là như thế nào, mà cái đặc tính riêng biệt là như thế nào đó. Thành ra khi mà mình nói cái đặc tính chung á, thì mình chỉ nói có ba chuyện thôi, tức là gọi là xả mình nhá lắc khả nạ đó, tức là vô thường khổ não hoặc vô ngã mà thôi. Nhưng mà khi mình nói tới cái đặc tính riêng hay cái biệt tính của nó, ví sẽ xả ná lắc xả đó, thì mình phải biết cái đặc tính của nó như thế nào, có chức năng của nó như thế nào, sự biểu hiện của nó như thế nào, và nguyên nhân gần trực tiếp của nó như thế nào. Thì nó có rất nhiều chuyện đó. Chứ còn mình nói là phải dựa theo một số cái điều kiện cái đó, chứ còn nếu mình không thể là mình thấy cái đó năm cái á thì mới đâu có thật sự ra đó. Có cái nó đủ, có cái nó không đủ, nhưng mà nó vẫn ít nhất nó vẫn ba hay bốn gì đó, tùy theo cái điều kiện của nó. Chứ còn cái này thì chúng tôi không có để ý nhiều cái đó đó, nhưng mà trong một số cái lớp học mà liên quan tới cái những cái thực tinh pháp này thì của Thái nó dạy, nó có chỉ đàng hoàng, nó nói là năm cái này là cái tối đa, năm cái tối đa của một pháp theo cái xả mạnh giá đất hình hạ, tức là cái nhân duyên phổ thông nó có năm chuyện nó nói đó. Còn có, nhưng mà thực sự nhiều khi nó ngủ, nhiều khi nó chỉ có hai cái ba cái, hoặc nhiều khi nó có những ba cái đầu, hoặc nhiều khi nó có bốn cái sau, ví dụ vậy, nó tùy theo. Chứ mình không thể nói mình nói là lúc nào nó phải có năm vậy, thì không thấy chỗ nào nói hết. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con kính tri ân về cái lời dạy của sư. Dạ, xin mời mọi người nêu những cái câu hỏi khác, nhiều các cái vấn đề khác lên. À, xin mời mọi người. À, các anh chị cứ gõ lên là chúng tôi sẽ đọc cho. Chúng tôi dừng lại đợi các cái câu hỏi của các anh chị nha.
Dạ, có người gửi cho con một cái câu hỏi đó là dạ, kính xin sư giảng dạy về thế nào là cúng dường pháp bảo, cúng dường pháp bảo và vấn đề về ấn tống kinh có phải là cúng dường pháp bảo hay không? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình nói ấn tống kinh sách là mình cúng dường pháp bảo là nó không đúng. Thật sự ra đó mình làm cái việc gì được mà đợi cúng dường pháp bảo, dường pháp bảo, cúng dường tăng bảo, nó liên quan tới nhiều cái chứ nó không có liên quan đấy. Nhưng mà dựng vấn đề ấn tống kinh sách thì không có phải, thấy không? Bởi vì bây giờ quý vị thấy đó, quý vị mua cả bộ Tam Tạng về, quý vị dâng cho chùa, chùa nó mua cái tủ nó bỏ vô nó khóa lại, ai được cái lợi ích gì đâu đó. Mình muốn cúng dường pháp bảo thì mình phải dựa vào cái điều kiện là mình là người thông hiểu giáo pháp Đức Phật, rồi mình dạy cho người ta những cái nào mà liên hệ tới cái đời sống hàng ngày của họ để họ phát sanh đức tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, thì cái đó là cúng dường pháp bảo. Còn nếu mình dạy cái người đó đó về những cái gì mà Đức Phật có được đó, để cho cái người đó có đức tin nơi cái đó, thì cái đó là cúng dường Phật bảo, chứ không phải mình đeo tượng Phật cái mình lại cái mình dâng lên nải chuối là mình cúng dường Phật bảo, không phải cúng dường tăng bảo như vậy. Nó không có những cái điều kiện để làm cho chư tăng có thể sống còn, có thể học hỏi, có thể này nọ, ông chồng là cúng dường tăng bảo, nó nhớ chuyện đó. Thành ra mỗi cái nó có những cái điều kiện của nó chứ không phải không. Thành ra ví dụ như bây giờ mình nói là sập phá tha năng, tâm má tha năng chín đề tỵ, cái đó là trong các bố loại bố thí, bố thí pháp là cao thượng, không phải bố thí pháp là cúng dường pháp bảo à? Không phải, cái chữ pháp bảo cho đó không thể gọi là bố thí pháp được. Bố thí pháp có nghĩa là cúng dường pháp bảo được, tại sao? Bởi vì chữ pháp ở đó nghĩa là trí tuệ, nghĩa là trong các loại bố thí, bố thí trí tuệ hay là bố thí cái nhân để phát sanh trí tuệ là cái phương pháp cúng dường cao thượng nhất đó. Thì cái đó là đâu gọi là cúng dường pháp bảo được, dầu rằng nó có chữ pháp đâu. Tùy theo những cái điều kiện mình nói như nào thì mình phải hiểu cho nó đúng cái điều kiện đó thì mình mới ấy được, chứ còn nếu không mình nói rồi cái biết là mà bây giờ nó còn có nhiều cái chuyện đó là nhiều khi cái kinh, cái loại mình gọi là kinh sách đó nó không phải là lời Phật dạy nữa, nó khổ vậy đó. Đó, Đức Phật dạy đó là thường thường đó là mình coi cái bộ Tam Tạng biết bộ Tam Tạng đầy đủ nhất thì nó có tùy theo cái quyển sách in ở Thái Lan thì nó dựa vào một số điều kiện in, ví dụ như là nên cái bộ mà tóm tắt nhất là có 45 quyển tượng trưng cho 45 năm hoằng pháp của Đức Phật đó, 45 năm hoằng pháp của Phật thì viết ra thành được 45 quyển sách, ví dụ vậy đó. Chứ cái mỗi chỗ nó đều có cái cách để nó in vậy, rồi mình cái mình mua 45 quyển đó mình đem cúng dường ai, mình gọi cúng dường pháp bảo à, đâu có được đó. Chỉ là pháp cúng dường mà thôi chứ không có thể liên hệ pháp Phật pháp trong đó, từ khi là có những cái điều kiện nó liên quan tới cái gì thì cái đó gọi là cúng dường cái đó nữa. Nam mô Bổn Thầy Gia. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, nhưng mà khi mà cái người á họ thành tâm, họ góp phần vào trong cái vấn đề về họ ấn tống kinh sách. Bây giờ con cứ giả dụ rằng là cái kinh sách mà là coi như là chánh pháp đi, tức là nó chân chánh, nó sát với lại cái lời Phật dạy đi. Thì như vậy là họ cũng đang gián tiếp họ giúp cho cái người đọc là có được cái trí tuệ về cái giáo pháp. Thì như vậy không lẽ không có xét được đó là một cái sự cúng dường pháp bảo hay sao, thưa sư? Tại vì cúng dường pháp bảo cũng là cúng dường tới cái trí tuệ đến cho tức là giúp cho một cái người, những cái người khác có được cái trí tuệ trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì nhờ kinh sách, nhờ ấn tống kinh sách mà nó có cái điện để cho người, nhiều người họ biết tới, họ có cái hiểu biết về cái lời dạy chánh pháp, thì như vậy vẫn không được xem là cúng dường pháp bảo hay sao, thưa sư? Và con kính gửi mic xin sư quan hỷ chỉ dạy thêm về vấn đề này.
Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch Địa Tôn, dạ kinh thưa chư vị, chúng tôi nói rồi, quý vị mua mấy hộ tam tạng, quý vị tới cúng đó là người ta mua tủ, người ta để vô cái ta trưng chỗ nào đó để cho mọi người ấy đề tên cái người cúng rồi đó. Người chân cúng rồi nữa, nhiều khi nó không phát sanh lỡ chị, chúng tôi nói thật. Thay vì quý vị làm cái chuyện đó đó, quý vị chịu khó hạ thủ hô để học bất cứ cái gì trong cái tạng nào, ví dụ như học bài kinh dài nhất trong trong trường bộ kinh là bài kinh cuối cùng của Đức Phật đó, cái gì học hiểu đàng hoàng, quý vị đi nói thiết cho người ta nghe, cái đó còn nó có lợi ích hơn nhiều. Không ai mà lật cái bộ tâm tạng ra mà ấy nhiều khi không coi nữa, nó thật chữ. Trong những trường hợp ví dụ mà quý vị vô đây vô những cái đung gì đó là như thế, quý vị còn có liên hệ tới những sách vở này kia, tại vì nghe đó, ông sư giảng khó hiểu hay là ông nói vắn tắt quá thì mình về mình còn lật ra mình coi chứ, còn thường thường đó, thường thường không ai làm như đó đó. Chúng tôi nói thật. Thành ra cúng dường quả là khi nào những cái lời dạy của Đức Phật nó phát sanh tới cái vị đó đó, và nó làm cho cái sự lợi ích phát sanh tới cái vị đó nhờ vào những cái phương pháp mà Đức Phật dạy trong cái bộ tâm, cái bài kinh nào trong đó là mà quý vị làm cho người ta hiểu là kim sờ mấy. Chứ còn quý vị cúng ấy rồi người ta coi, có nhiều khi người ta không có coi, nhiều khi coi là cái đọc mấy chữ không hiểu cái gì hết, người ta đâu đang coi. Giáo pháp Đức Phật mà chúng tôi nói nhiều lần, tại quý vị không có để ý. Nghe giáo pháp 84.000 bài pháp Đức Phật thuyết thuyết cho dành cho những cái hạng mà thứ thiệt, cũng có thể tên nhu hay biết là chị tên nhu thôi, thành ra người ta nghe xong người ta đắc đạo quả thì mình có thể gọi là cái đó là cúng dường pháp bảo được. Còn bây giờ chưa chắc à, mình đọc xong mình không hiểu gì hết, nhiều khi còn phát sanh những cái tư tưởng bậy bạ, nó đọc gì không hiểu gì hết, dạ cái gì mà đâu in thành sách bán mắt này ông trùm, thấy không? Thành nó làm cái gì nó phải phát sanh cái lợi ích của nó, mình dựa vào cái lợi ích đó để mình mới gọi là làm việc đó. Còn nếu mà không có lợi ích, không có làm là nó đâu có giá trị gì đâu mà mình nói là cúng dường này cúng dường nọ được đó, thấy không? Thành ra làm cái gì thì phải làm mình nghĩ tới sự lợi ích người đó đạt được, và người đó đạt được rồi họ đem cái sự lợi ích đó họ làm cho người khác cũng có sự lợi ích như vậy được, thì cái đó mình mới tính nó là cái chuyện mình đang làm. Còn nếu không nó không đủ điều kiện thì mình có nói dùng danh từ cho cao chi đến mấy nó cũng không có gì á. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Con nhìn ở một cái khía cạnh khác thì con thấy có giá trị, chứ lại sao không có giá trị được thưa sư? Ví dụ như là tất cả những cái cuốn sách mà của các cái vị thiền sư của Miến Điện chú giải của ngài Ta Ốc, của ngài Trô Tí Cá vân vân, mà ở Việt Nam có được những cái đó là nhờ ấn tống kinh sách ra. Rồi các vị sư ở Việt Nam cũng là viết sách và cũng phải nhờ tới cái sự gọi là ủng hộ là mà của Phật tử để mà ấn tống kinh sách, và như vậy là cũng gián tiếp mà mang tới được cái sự hiểu biết về chánh pháp cho rất là nhiều người. Như vậy nếu mà con nhìn ở cái khía cạnh như vậy thì con thấy rằng là cái việc mà hùng phước trong cái vấn đề về cúng dường, về ấn tống kinh sách của các cái vị sư, các cái vị giáo thọ viết ra đó, thì cũng có cái mặt lợi, có phải như vậy không thưa sư? Chứ đâu phải là nó hoàn toàn nó không có cái ích lợi gì. Tại vì nếu mà không có kinh sách của các vị sư đó viết lại ra thì Phật tử không có cái điều kiện để mà tiếp xúc được với lại giáo lý. Bởi vì Bali thì là Phật tử không có biết rõ đó thưa sư. Cho nên rằng là con nhìn thấy ở cái khía cạnh đó thì sư thấy như thế nào? Và con kính gửi mic cho sư có chỉ dạy thêm ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Địa Tôn, dạ kính thưa chư vị, thì chúng tôi đã nói như vậy rồi. Bây giờ đó huynh có người bạn họ hỏi một số vấn đề liên quan tới Phật pháp thì huynh
Tại vì trong nước tôi không biết, tôi chỉ biết về vậy thôi, tôi xin nêu cái gì đó thôi. Thì quy Quỳnh xuống cái gì, dân không gì đó, Quỳnh gặp ngài hộ pháp, Quỳnh xin cái quyển đó coi ngài có giải thích cái đó hay không. Thì nếu mà ngài có cái quyển đó, ngài giải thích cái điều kiện đó, lấy Quỳnh đem về Quỳnh cho cái người đó, mà nếu họ đọc đó thì nó mới phát sinh lợi ích cho họ và lợi ích cho cả Quỳnh, đúng không? Còn bây giờ đó mình ấn tống cái bộ, thí dụ như bộ Tâm Tạng đi, mà bộ Tâm Tạng muốn cho nó đúng nghĩa bộ Tâm Tạng thì bộ Tâm Tạng nó còn tiếng Pali, thì đa số để trong tủ không, chứ ngoài đọc thì nó không phát sinh lợi ích gì hết. Thì mình gán cho nó cái đó là cúng dường này cúng dường nọ đâu được đó. Cái ý chúng tôi đó là làm thế nào để cái người nhận phát sinh lợi ích, dầu rằng nó lợi ích nó không có nhiều. Thì tại sao có những cái điều mà mình muốn, ví dụ như mình quen ai đó mình muốn họ biết cái đó, thì mình thấy có những cái gì mà ta viết cái đó ta lấy từ trong kinh điển cái đoạn văn hay cái bài kinh đó, rồi người ta giải thích cả ấy là rất nhiều điều là có đọc xong là hiểu được, có thể hành được này kia, xong nó rất sanh lợi ích. Chứ còn nếu mà nói là mình ấn tống kinh sách về đấy đó, quý vị biết đó, nói thật sự ra đó em, tất cả chư tăng bây giờ đó ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh đó, đó. Nhưng mà sự lợi ích của cái từ tụng kinh đó đó nó chỉ có cái giá trị là để giữ lại những cái lời của Đức Phật dạy, nó không bị phai mòn, nó không bị sai lạc mà thôi. Chứ nếu mà nói hiểu tường tận đó, quý vị nên nhớ hồi xưa đó khi ngài tụng bài kinh Tham Chặt Gặp Bồ Tát Sửa trên năm vị kỳ trừng, nghe nghe xong có một vị đắc liền. Bây giờ đã hỏi quý vị, vừa hỏi mấy ông sư đó, hỏi cái bài kinh Tam Mới Chặt Gặp Bồ Tát Sửa đó, nghĩa là hỏi ông sư trung bình, ví dụ ông tu 20 năm đi, trung bình ông tụng bao nhiêu lần đó. Không có ông nào tụng dưới 10.000 lần đó, nếu ông tu 20 năm trở lên, nghĩa là nhưng có đắc gì đâu, tại tụng cái giống như tụng Bali mà không phải, nghĩa là nghĩa nghĩa có thể hiểu hiểu một số cái nghĩa theo cái điều kiện mà ngôn từ thôi, chứ không có hiểu theo đúng mức của nó, tức là tụng xong tụng bao nhiêu ngàn lần cũng đâu có đắt gì đâu. Bây giờ trong nước mùa này trong nước tôi cũng biết nhiều chùa cũng tổ chức tụng vậy đó, tụng về kinh đó, nhưng mà kinh Anatta Lakkhanasutta đó tụng liên tục trong vòng 3 tháng đó, thấy không? Mình làm cái gì đó mình nên làm cái để cho có phát sinh lợi ích tới cái người đối diện thì nó mới được là tốt. Còn mình làm không có lợi ích tới người đối diện thì không đâu, thì cho vậy đó. Thật sự mình làm cái gì nó phải phát sinh cái quả của nó, cái quả là sự lợi ích của người khác đó. Chúng tôi không có chủ trương hay là không có khuyến khích quý vị mua bộ Tam Tạng tụng cúng dường cho chùa này, thì nó không có đâu. Quý vị tới chùa đi một vòng coi họ đó, họ họ thích thú hay là họ muốn biết những cái gì đó, quý vị đi tìm những cái sách mà người, ví dụ như bây giờ nói cái vùng đó họ không biết cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn nói gì này kia sùm, thì quý vị chỉ cần kèm với cái vị nào mà có cái viết cái quyển sách giải thích cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn rõ ràng sùm mà đã in thành sách rồi đó, ví dụ năm ba mấy 40 trang gì đó, quý vị thỉnh hay quý vị mua mới đi ấn tống cho những cái người mà tao muốn biết cái đó, thì cái lợi ích họ nó nó thấy cái đó là họ đọc liền, chứ họ đâu đem vô họ thờ. Chứ còn bây giờ lật ra toàn tiếng gì, tiếng tiếng Marathi thời Đức Phật, ta đâu có đọc được đâu mà phát sanh lợi ích, mình nhớ chuyện đó không? Thành ra làm gì cũng phải làm lợi ích đó. Thành ra cái thí dụ như chùa nào cũng vậy, tụng kinh thì ông sư nào cũng phải tụng nha, những bài kinh mà tương đối mà có giá trị và nổi tiếng như bài kinh đó, Tham Mô Chặt Gặp Bồ Tát Ná Sụt Tà, kinh Anatta Lakkhana Sụt Tà, bài kinh Sati Bạch Thả Ná tứ niệm xứ này kia, ông sùng đó nghe là mấy ông sư thuộc lòng hết đó, nhưng mà có ông nào đắc gì đâu. Phải không? Tại vì thuộc là thuộc trên cái đó, nhưng mà hiểu rõ tường tận đó thì không ấy. Thành ra đó là lý do tại sao này Việt Nam hoặc Thái và Nguyên Điện đó có những cái vị sư mà giỏi về kinh điển, ta cũng viết ra ta giải thích đó, giải thích cái bài kinh đó thôi, mà nhiều khi cái bài kinh đó tới 100 trang á, viết cái bài kinh ra rồi giải thích từng chữ ra,
Nhưng mà cái đó chúng tôi thấy nhiều người đi tìm hiểu, tìm đọc nhiều hơn là cái bộ Tam Tạng mà của nhà tôn giáo nó làm rồi này kia, như làm cái giao thông không ai muốn tái sinh nữa đó, đem về mất công giữ rồi còn sợ nếu để đó là muối ăn được có tội nữa được mày. Đấy không? Nó làm sao để phát sanh lửa tới người khác, nên nhớ đó, đó là cái điều quan trọng. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ con xin thay mặt ở trong rừng, dạ con thành kính tri ân lời dạy của sư vừa rồi. Là xin mời mọi người tiếp tục. Xin mời mọi người nêu câu hỏi lên. Là con dừng lại để cho đợi mọi người gõ câu hỏi lên. Còn kính mời sư dùng nước. Dạ, vậy thì con nêu tiếp mà vấn đề, không có ai nêu câu hỏi gì nữa hết, cho nên con tiếp tục nêu vấn đề. Theo lịch sử thì chúng ta biết là phải tới coi như là cái thế kỷ thứ nhất mà trước trước Tây lịch đó thôi chứ, à, trước Tây lịch đó, tức là ngay 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 cái thế kỷ mà trước Tây lịch đó, là cái thế kỷ số 1 đó, đó thì lúc đó, đó là lời dạy của Đức Thế Tôn mới chính thức được ghi xuống dưới lá bu, là mới được ghi xuống dưới lá bu, là sau cái là tới cái thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch mới được ghi. Như vậy á, thì cái lời dạy của Đức Thế Tôn là đã trải qua là hơn 400 năm, tức là được trải qua hơn 400 năm với một cái hình thức đó, là cái gì, là truyền tụng bằng khẩu truyền, tức là truyền tụng bằng khẩu truyền, tức là bằng trí nhớ, và đọc tụng lại. Thì cho dù rằng là con rất là coi như là kính trọng về cái Tam Tạng như vậy, nhưng không thể nào mà con không có đặt ra một cái câu hỏi là với một cái khoảng thời gian dài như vậy đó thưa sư, với một cái khoảng thời gian dài như vậy thì cái việc mà mình nhớ lộn là chắc chắn có xảy ra. Đó là con mới nói cái chuyện nhớ thôi, nhưng mà còn có vấn đề nữa, đó là có thể bị hiểu sai. À, nhớ lộn là một chuyện, hiểu sai lại là một chuyện nữa, mà khi hiểu sai á, thì dẫn tới là hành trì cũng sẽ sai. À, như vậy thì sau 400 năm, cả bao nhiêu trăm năm như vậy đó, thì chắc chắn có một cái sự gọi là lẫn lộn và hiểu lầm ở trong đó, sự ngộ nhận ở trong đó, dẫn tới hành trì sai pháp ở trong đó. Như vậy thì bây giờ đó là chúng ta phải dùng những cái chìa khóa gì, chúng ta phải dùng những cái chìa khóa gì khi mà chúng ta tu, chúng ta nghiên cứu ở trong cái chánh tạng, nghiên cứu về lời dạy của Đức Phật, để mà mình có thể mình hạn chế bớt được à, những cái gọi là những cái sự là sai lạc ở trong chánh tạng. Tại vì con nhớ rằng là ngay thời Đức Thế Tôn còn đang tại thế mà còn có nhiều vị tỳ kheo hiểu sai lời Đức Thế Tôn, mà đến nỗi mà Đức Thế Tôn phải mời, phải kêu cái vị đó lại để mà quở. Ví dụ như là trong cái bài kinh là Xà Dụ, tức là lời dạy của Đức Thế Tôn ví như là con rắn, nếu mà mình bắt rắn mà không có khéo thì sẽ bị rắn nó cắn. Đặt như vậy thì con xin sư là hoan hỷ và từ bi chỉ dạy là mình dùng cái chìa khóa gì để trong lúc mà chúng ta nghiên cứu về giáo lý là chúng ta hạn chế bớt được là cái sự mà những cái đoạn mà hiểu lầm và ngộ nhận ở trong chánh tạng. Dạ con kính bích cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Vào khoảng 1.000 năm đầu, khoảng 700 năm, 700 năm đó, cái bộ Tam Tạng nó không có sai lạc, bởi vì được các bậc thánh người ta nhớ, là nhớ chuyện đó. Các bậc thánh nhớ từ đầu đôi nhớ cái đó. Dĩ nhiên là có những người không phải bậc thánh, người ta nhớ sai thôi, những người đó sai, nhớ sai gì đó, mới bị cái hệ mà mình gọi là cái hệ nguyên thủy chánh tông đó, mà cho ra đi à, thành ra nó mới thành mười mấy tông phái rồi, rồi tới quay mới đi đọc cái đó đó nha.
Nhưng mà cái hệ chánh của họ giữ cái đó đó là do cái bậc thánh họ nhớ gì đó, đa bậc thánh. Tới chừng cái tập tam tạng lần thứ ba, sau cái tập tạng lần thứ ba đó, họ thấy là xảy ra rất nhiều cái chuyện mà có thể là không có ấy, thành ra họ mới viết lên ấy. Chính cái sự viết lên lá bối đó, lá buông rồi kia phòng mới là cái điều kiện làm cho cái giáo pháp suy đồi. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Tại sao suy đồi? Nên nhớ đó, cái âm Pali hồi xưa nó không phải là chữ viết, thành ra khi người ta nhớ nó đúng. Dù rằng cái vị đó là người Ấn Độ hay người Nepal, người gì, ta nhớ nó đều đúng, nhớ theo cái âm của tiếng tiếng Marathi. Nhưng mà khi mà viết xuống rồi đó, viết theo cái ngôn ngữ ở đây. Đầu tiên viết xuống là bố là ngôn ngữ của người Tích Lan. Mà quý vị biết từ ngôn ngữ từ người Tích Lan xong rồi đó, các vị sư mang những cái bộ đó đi qua Thái qua Miến Điện ấy, tại sao nó lại khác biệt nhau? Tại vì không có cái ngôn ngữ nào của nước nào mà giống hệt cái ngôn ngữ nước kia hết á, không có. Đó. Ví dụ như giữa ngôn ngữ của Thái với ngôn ngữ của Miến Điện đó, có những cái chữ hai bên nó đọc không có giống nhau. Đó. Ví dụ như ngôn ngữ của Thái đó, nó không có chữ nhờ. Thành ra quý vị nếu mà có đi Thái để ý cái chữ đọc nó bên nhà nó đọc không được mà đọc bên gia, tại vì nó không có chữ nhờ đó. Mà nhiều chuyện vậy chứ không phải một chuyện, tôi có thí dụ cái vừa rõ nhất Miến Điện vậy, có nhiều chữ nó không có, ví dụ như chữ S ở Miến Điện nó không có, nó đọc thành chữ T hết. Thành ra quý vị nào nghe mấy ông sư Miến Điện mà tụng kinh nghe mắc cười lắm, Nam mô Tật Tạ Phá Ra Quá Tô Rahato Sập Tẩm Ma Tẩm Bố Tất Tạ. Quý vị hiểu không? Nó thành ra khi mà về tới mấy nước khác ngôn nó đèn đó nó bắt đầu nó biến thể từ đó, từ cái lúc mà viết xuống 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 thành thành cái chữ alphabet đó. Đó. Nhưng mà tại sao phải viết xuống? Tại vì theo các nhà chú giải giải thích là mấy cái gì đó, đó. Nghĩa là cái bậc thánh bắt đầu nó suy đồi, bởi vì ngàn năm đầu thì nó còn, nhưng mà sau này nó suy đồi, người ta nhớ nhớ không còn giống như các bậc thánh của mấy trăm năm đầu tiên, từ cái tập thứ nhất thứ hai đó. Bởi vì mỗi lần hồi xưa mấy ngày đó, tại sao có cái tập tại nhiều lần, tại vì có cái người nào phát ngôn bừa bãi là họ bắt đầu tụng trùng tụng lại cái bộ tam tạng để giữ cho nó giống như cũ. Nhưng lần nhất là nhị ba ta người ta trùng tụng theo cái âm thanh của tiếng Magathi, nó không có sai. Nhưng mà khi mà viết xuống rồi đó thì cái bộ đó, cái bộ mà viết cái chữ Tích Lan mà quái thì họ phải viết lại chữ Thái không mới đọc được chứ, thì nó sai. Mà từ chữ Tích Lan mà đem qua Miến Điện thì họ không thể viết đúng chữ Miến Điện, cái alphabet Miến Điện không mới đọc được, thì nó càng sai thêm gì đâu, thấy không? Nó có gì nên nhớ chuyện đó đó. Thành ra bây giờ đó, nghĩa là cái bộ chính thức là cái bộ được kết tập Tam Tạng được thứ nhất đó, họ giữ cho tới bây giờ. Dầu rằng sau này thứ hai thứ ba họ vẫn dựa vào cái quyển đó để họ trùng tụng thôi. Thành ra cái kỳ Tam Tạng kết tập lần thứ nhất mới gọi là được gọi là kết tập nha. Còn những cái kỳ thứ hai thứ ba thứ năm thứ sáu chỉ tụng lại cái bộ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất mà thôi đó. Nhưng mà khi mà qua các nước đó, họ thấy nếu mà cái người mà gọi giỏi tiếng Bali thì bắt đầu nó hiếm lại rồi, thành ra họ mới bắt đầu dịch ra tiếng Thái, tiếng Miến Điện, tiếng Tích Lan cũng dịch ra, vậy thì nó phải có cái sự sai, nhưng họ vẫn giữ lại cái bộ đó. Thành ra quý vị mà muốn muốn học cho đúng á thì quý vị phải đi đi qua tất cả bây giờ đó, cái bộ mà từ cái tiền tổng thời từ thời cái tập lần thứ nhất đó, nó có 7 bộ, 7 ngôn ngữ khác nhau. Thì quý vị tìm cái 7 bộ đó rồi quý vị học rồi cái chỗ nào quý vị cái có hiểu, quý vị coi cái bộ kia, ví dụ cái bộ Tích Lan đọc cái chỗ này có hiểu á, coi coi thử cái bộ tiếng Thái nói chỗ đó gì, lúc đó quý vị mới rút ra được cái mà để quý vị có thể không có bị sai, chứ không vẫn sai như thường. Mà nếu mà không sai á, thì cái chuyện đó nói chuyện đó nó không đúng sự thật, bởi vì nó có sai lạc, thành ra giáo pháp Đức Phật mới chỉ truyền tụng được có 5.000 năm mà thôi đó. Bây giờ quý vị mới thấy có chưa hết 3.000 năm đó, nhưng mà quý vị biết có rất nhiều tông phái đó,
hỏi nhưng đem một bài kinh ra thì đa số các tông phái khác không biết, mà như từ những tông phái theo nguyên thủy của tôi, còn những tông phái khác là không biết đó. Nó sai rồi, khi mà không biết rồi đó mà vẫn cứ tin của mình là của thật, rồi cứ tào lao hoài, thì dĩ nhiên tới ngày nào đó là không ai biết Đức Phật dạy gì cả. Bởi vì mình cứ sai lần là người tới bản chánh nó mất bản tư thiện, nó mất tu luôn rồi thì thôi còn gì nữa, thấy không? Nên đó, cái chuyện sai lầm là cái chuyện phải có chứ, là nào nói đó, bởi sư rồi. Và mình đã biết được các nhà tiên tiên tri đó, họ nói là Phật giáo chỉ sống 5.000 năm tối đa mà thôi đó. Nhưng mà 5 năm tối đa đối với những cái nước mà vẫn còn kiên trì mà hành theo ấy, như Thái Lan hay Miến Điện. Chứ còn Tích Lan bây giờ quý vị thấy nó lộn xộn gì, qua hỏi thử ra ai biết bộ tông tạng gì của giáo, chỉ còn giữ được cái chiếc răng của Đức Bổn Sư mà thôi, chứ còn mấy cái kia là cũng tiêu hết à. Nó tiêu từ 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 nó mất lần 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 mất đi hoài vậy đó. Còn Việt Nam thì khỏi nói rồi nha. Đó, anh đa số muốn học là phải đi qua Thái, qua Miến Điện học là vậy đó, học để học được cái bộ bản chánh. Chứ còn mình cứ dịch ra ngay cả bây giờ đó, quý vị vô nhà chùa đó, quý vị thọ tam quy họ cũng nói thiệt cho quý vị thọ chứ họ không có nói tiếng Bali nữa đó, quý vị thấy không? Thì cái chuyện suy đồi nó phải có rồi, quý vị đừng có thắc mắc gì cả, nói không có đó là nó không đúng sự thật. Là nó bây giờ mình đang cố gắng, bởi chúng ta nói nhiều lần chúng ta còn khoảng hơn 2.000 năm nữa thôi, 2 năm mấy tháng nữa thôi, thành ra ráng học những cái gì mà còn lại của Đức Phật để lại đó, mà được các nước thứ thiện họ giữ lại đó, thì mình nên học cái đó để nhất mình còn giữ lại được những cái điều dạy của Đức Phật cho tới bây giờ. Còn nếu mình không học nữa là mất luôn, mất lần 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 cho tới nghĩa là cả mấy trăm triệu năm sau, ngày kia ngày ra lời ngày nói là mới bắt đầu học lại từ đầu, thì nó rất là phí ha. Đó, anh đó cái chuyện mà nói không không có sai lạc cái đó, nói cái đó thì nó không không phải là nó nói đúng sự thật, đúng sự thật là nó phải sai lạc, mà mình bây giờ mình cần phải tìm đó ở những cái bộ tâm tạng của những cái nước lớn đó để mình học đó. Mà bây giờ quý vị đọc tháng rồi bây giờ quý vị thì có đi lên qua Bali đi hỏi cái bộ tâm tạng của nó đó, nó dựa vào của Thái cũng cái điện nó in ra, tại vì dựa vào cái lần cái tập tam tạng mình thứ sáu đó nó dịch từ tiếng Anh nó, thì quý vị đi tìm để về học, ít nhất là nó còn có chỗ đúng để mình có thể mình duy trì được điều mà liên quan tới Đức Phật được, chứ còn không á bảo đảm hết hết 3 năm rồi, còn được chút chút chứ hết 4 năm là kể như nghĩa là ông sư đó, là biết ông sư là tại vì trên vai cái còn giữ lại một một miếng vải vàng mà thôi. Quý vị thấy nghe rùng rợn chưa? Nam mô Bích Thai vậy. Nam mô Bụt Thà, dạ, con kính tri ân lời dạy của sư. À, nhưng mà cái vấn đề con muốn hỏi ở đây là ngoài cái vấn đề về 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 nó sai lạc về chữ nghĩa, về âm tiết này kia, thì ý con muốn nói đó, muốn hỏi ở đây đó là cái gì? Đó là sợ cái sai lạc về 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 nghĩa lý, là về nghĩa lý ở trong kinh đó, thực sự là về nghĩa lý ở trong đó. Như vậy mình phải dựa vào á, mình phải dựa vào những cái yếu tố gì, mình dựa vào những cái chìa khóa gì để mà khi mình đọc một cái bài kinh thì mình có thể mình hạn chế bớt được cái sự mình hiểu, mình ngộ nhận là cái nghĩa lý, cái đạo lý của cái kinh đó đó nó sai, nhưng mà mình lại bị hiểu là nó đúng, ví dụ như vậy. Tức là để mình phát hiện ra được à cái kinh nào nó là giả mạo, tức là mình dựa vào cái gì. Tại vì trong bài kinh Kalama đó thì Đức Thế Tôn dạy rằng là chớ có vội tin dù được truyền lại ở trong kinh điển. À, như vậy thì mình phải dựa vào cái nguyên tắc gì, những cái key nào á, để mà mình có thể mình phát hiện ra được à, cái đoạn kinh này á nó không đúng với lại cái chánh pháp. Dạ, ý con muốn hỏi là như vậy đó thưa sư. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy thêm lại vấn đề này. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị,
thì chúng tôi nói rồi đó, tại vì mình nghe không rõ nên mình phải tìm. Vì hiện thời còn lưu truyền bảy bộ Tam Tạng, nghĩa là chắc chắn bảy bộ đó là nó không có xa bao nhiêu so với bộ đầu tiên mà được kết tập. Nhưng mà chỉ khác nhau cái là, nghĩa là nó có phiến, là phiến cái một số cái ngôn ngữ của cái tiếng mà tiếng tiếng Magathi hồi xưa đó, tức mình gọi Pali bây giờ đó, viết qua cái tiếng của nước khác thì nó có thể nó sai một số cái âm vận mà nó làm cho mình hiểu sai lầm cái câu văn đó. Đó lý do tại sao chúng tôi nói lý do bây giờ quý vị muốn coi đó thì phải coi cả ít nhất thì những cái nước mà nó còn giữ bộ Tạng đó, quý vị lựa chừng hai bộ hay ba bộ đi. Dụ giờ mình gần mình nhất là Thái với Miến Điện đó, tại vì mình tìm cái nó vậy. Rồi mình có thêm bộ thứ ba là của Bali Text Society, thì ra khi mình coi bài kinh đó, mình coi của Thái nó như thế nào, của Miến Điện nó như thế nào, rồi phải coi thêm chú giải nữa. Quý vị nên nhớ đó, chú giải nó giải thích cái đó như thế nào, giải thích cái bộ của Miến Điện cũng cũng chú giải Miến Điện thì nó giải thích như thế nào, thì mình mới tìm ra được cái điều kiện là mình để mình có thể mình khả dĩ mình tin được bao nhiêu, đúng không? Không hay không, chứ mình coi một bộ thì cái độ tin nó không có nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói đi đọc bộ Thái thấy cái tin khoảng trăm 80%, nhất mình đọc bộ Miến Điện mình cũng thể thấy cũng khoảng 80%, nhưng mà 80% của Thái của mình cộng lại thì nó ít nhất cũng được 90% chứ, nghe không? Đó, nhưng mà hỏi mình có đủ điều kiện để làm gì không? Thì bây giờ đó, nếu mà mình không có khả năng ấy thì tạm thời bây giờ mình liên lạc qua đi Tech Society hỏi coi họ dịch cái bộ từ cái tiếng Bali gốc, tiếng Marathi ra cái để họ làm cho cái web của họ đó, tức là Bali Tech Society đó, để mình coi thử coi đó. Nhưng mà thường thường họ dịch như vậy, nhưng mà mình không học Pali thì mình có coi theo cái đó thì nhiều khi mình cũng cũng mù 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 tạch rồi đó. Đó. Anh đâu phải coi mà ít nhất là hai ba bộ của một vài cái nước mà vẫn theo truyền thống đó từ xưa tới giờ. À, để được một cái sự hiểu biết nó tương đối là nó cao đó. Và cái thứ hai nữa đó là mình phải lựa những cái nước đó đó để mình đi mình thử cái pháp hành của họ đó, họ dựa vào những cái bài kinh nào. Ví dụ như bây giờ mình nói thật sự ra thiền Vipassana đây, bây giờ đa số chỗ nào cũng nói thiền minh sát, nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn đó. Quý vị cứ đi thử rồi biết của ngài Mô Gốc, của ông Goenka, Goenka tức là ngài Ubakin của Miến Điện á, nghĩa là nó không có giống nhau. À, nó bây giờ mình phải phải dựa vào pháp học trước để mình coi, để mình có thể hạ thủ công phu để cho mình đừng có lạc, chứ còn nói được đắc cái gì thì chắc không ai bảo đảm đó. Nên nó có rất nhiều cái nhiều ghê đó. Chứ không phải không đó. Rồi có nhiều cái hồi xưa đó, hồi hồi chúng tôi còn học bên Thái đó, chúng tôi có tìm thì chúng tôi thấy hồi lúc đó ngày Minh Châu, ngày mà ở Ấn Độ, ngày về bắt ngày dịch đó, thì chứ ngày còn để cái Bali nó đi một trang mà bên kia trang tiếng Việt, bây giờ nó dẹp mất mẹ chỉ còn là tiếng Việt không, mà có nhiều cái quyển in lại đó, nó in theo cái ngôn ngữ mới bây giờ đó, mình đọc mình không hiểu vậy đó, nó khổ vậy đó. Đúng hay không? Nên thường thường chúng tôi ở đây là chúng tôi chỉ xài có hai bộ, một là của Thái, hai là của Miến Điện thôi, chứ còn mấy bộ khác là chúng tôi là đấy. Mấy lúc sau này thì người da mắt nạng nữa là con mắt là đọc nhiều không có được, nó rất là phiền, rất là khổ sở, lỡ mà đi bất tử thì thôi chắc chắc ổn đó. Nó mới khổ vậy đó, chứ không phải dễ đâu quý vị, chứ cái bộ 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 của Việt Nam chúng tôi không có đọc tiếng Việt chúng tôi dở lắm rồi, chúng tôi không có dám đọc đọc cho nhiều khi mình cái phiền não của mình nó vô nó xúi mình làm bậy mệt quá đó. Thành ra nó nói cho huynh nghe đó, đi tìm mà những cái bộ của đó, đó. Còn không thì liên lạc với bà đi tách xe đi đó thôi. Mà bây giờ huynh ở trong đó thì có nhiều còn học dài vậy mà chúng tôi biết có khả năng, ví dụ như ngài hộ pháp hay ngài giác giới rồi này kia ông chồng, bây giờ nếu mà không rõ thì cứ nhào đi xuống nó hỏi ông sách cái quyển kinh hỏi thì cái mấy gì đó chắc sẵn sàng trả lời chứ không có gì đó, chứ mình cái chỗ nào mình không hiểu mà mình được, bởi vì
ít nhất mấy cái vị đó còn đọc chú giải, còn hiểu cái Pali rồi này kia, ông sùng nó giúp quý vị rất là có nhiều kết quả tốt đó. Nên là hy vọng ráng hạ thủ công phu để tìm một mới vốn cho cá nhân mình trước khi Diêm Vương gửi cho mình cái lá thư. Nam mô Bích Thai giá. Mô Bố Đa, và con xin thay mặt ở trong rừng kính tri ân và những cái lời dạy rất là thiết thực của sư vừa rồi. Và con xin đọc cái câu hỏi của chiếc lá mùa xuân. Và cái câu hỏi thứ nhất là thưa sư, sau cái đợt mà kết tập Tam Tạng lần thứ hai thì có cái nhiều cái nhánh của Phật giáo Nguyên Thủy, vậy lúc đó họ dùng tiếng Bali hay không ạ? Mau tới bây giờ chỉ còn một cái nhánh đó là Theravada. Dạ, con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Quý vị nên nhớ mỗi lần kết tập Tam Tạng nó đều có vấn đề, người ta mới kết tập nó trùng tụng trở lại, nó trùng tụng trở lại. Thành ra cái Phật giáo Nguyên Thủy hồi cái thời mà bắt đầu chia ra đó, bây giờ nó lại không còn Nguyên Thủy nữa rồi. Nên nhớ chuyện đó. Dầu rằng các nước như là Thái Lan, Miến Điện họ vẫn gọi là Theravada, nhưng mà nghĩa là nó cũng sai lệch rất là nhiều. Nhớ chuyện đó cho năm ấy, bởi vì chúng tôi đó từng ở Thái, ở Miến Điện lâu năm, chúng tôi biết ở Thái thì nó có hai chi nhánh, là hai chi nhánh, một nó gọi là ma thể đá, cái thứ hai nó gọi là tham ma dút. Còn ở Miến Điện nó có tám nhánh khác nhau, nó vẫn xài một bộ Tam Tạng nhưng mà nhiều cái lời giải thích của nó vậy đó. Đó, nó có tám cái chi phái khác nhau ở Miến Điện bây giờ đó, chứ đâu phải đâu. Thành ra bây giờ mình nổi qua đó rồi mình học cái của cái gì này xong mình bộ cái gì khác mình hỏi ra thôi, chứ vì nó khùng luôn. Nó khổ cái rồi, bây giờ mình ít phước có mình sanh vào cái thời mà pháp vậy đó, đi lăn lóc qua nhiều chỗ rồi nó cũng rất là khó khăn như mình chứ không phải dễ. Vì nên nhớ như nó thầy, thành ra thì những cái nước mà chúng tôi nói hồi nãy đó, tôi còn vẫn còn giữ cái bộ Tam Tạng mà từ thời cái tập đó đấy, mà nhiều khi họ viết phan cái ngôn ngữ Pali, nhưng mà Pali ngôn ngữ của họ đó có thể là nó không còn chính xác giống như cái thời mà cái tập đầu tiên người ta dùng cái miệng người ta đọc á, bởi vì cái đó, bởi vì cái tiếng 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 Magathi đó, mà về sau này người ta dùng là danh từ Pali để cho nó dễ ấy đó. Thành ra cái đó thì nó không phải nói cho cái ngôn ngữ đó, nó không có chữ viết, nó chỉ là âm ngữ mà thôi đó. Đức Phật hồi xưa dùng cái ngôn ngữ Magathi với là âm ngữ thì thôi, rồi sau này mình dựa vào cái âm để mình viết ra chữ thì chắc chắn nó không thể chính xác được. Cái gì nó nhớ chuyện đó làm sao mà không ấy xác được đó. Thành ra từ xưa giờ lúc nào họ cũng dùng tiếng Pali hết chứ sao không dùng, nhưng mà khi họ dùng cái tiếng Pali mà Pali theo ngôn ngữ của họ nên nhớ chuyện đó. Bởi vì chữ Pali cũng là cái gì quý vị chứ, nghĩa là cái ngôn ngữ chính của nó là Magathi, tức là tiếng của xứ Magatha, là mình âm là Ma Kiệt Đà đó, tức là cái xứ mà Đức Phật qua khi đắc đạo qua đó thuyết pháp là từ cái thời đầu tiên đó, ngài dùng cái ngôn ngữ đó. Rồi sau này đó thường thường ngôn ngữ của người đời thường là nó cứ nó thay đổi nhiều, thành ra các ngài mới mới giỏi về ngôn ngữ đó, mới lấy cái bộ mà chính xác đó đó. Ngài gọi, tại sao gọi tiếng Pali, với ngài định nghĩa đàng hoàng Pali tức là Buddha Vajana Pali Ti Tỷ Ba Lý, tức là cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ duy trì lời dạy của Đức Bổn Sư. Chứ thật sự ra hỏi Pali là chỉ có những người ở trong Phật mới biết đó là cái loại ngôn ngữ để duy trì cái lời dạy của Đức Phật thôi, chứ ở thế giới không có ngôn ngữ đâu, ngôn ngữ Pali đó. Nhưng mà ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của xứ Magatha, tức là mình gọi là ma ngôn ngữ là Magathi đó, vậy thôi chứ không có gì đó. Nhưng mà quý vị biết gần 3.000 năm rồi mà nó qua tới nước nào thì nước nước nào cũng muốn lấy từ cái chữ đó viết thành cái chữ của nước mình cho nó quay đó. Nó càng quay thì mình càng mất mất quay luôn đó. Thành ra đừng có trách ai đó, mình trách cái phước mình sao mà không sanh được tại Đức Phật.
Nhưng mà bây giờ đó thì mình đọc giờ chánh kinh mình cũng đã không hiểu rồi, vì lý do đó là chánh kinh Đức Phật tiết cái loại ngôn ngữ dành cho người mà trí tuệ rất là cao, thành ra mình muốn hiểu được bài kinh đó thì mình phải lấy lật chú giải ra liên quan tới bài kinh đó để mình coi đã giải thích cái gì, thì nó tương đối nó còn giúp cho mình hiểu được nó chính xác một chút. Chứ còn nếu mình không có đọc cái đó, mình đọc cái bản dịch không là quên, coi chừng ha, có gì coi chừng cái gì đi, sai đường lọt hố nào cũng hay đó. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bụt Thà, dạ, và dạ, con cũng xin đọc tiếp cái câu số 2 cũng của Nick Chiếc Lá Mùa Xuân là: dạ thưa ngài, khi mà viết xuống bộ Tam Tạng như vậy thì có bị thêm vào những cái nội dung không đúng với lời Đức Phật dạy hay không? Dạ con kính gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy giá kính bạch chư tôn hèn nhã kính đưa cho quý vị. Không, người ta vẫn giữ theo cái bộ đầu tiên, bộ bằng bằng cái ngôn ngữ mà người ta nhớ chứ không có gì sai lạc hết đó. Nhưng mà khi mà sai lạc cái lúc mà người ta dịch ra cái ngôn ngữ riêng của họ đó thì nó mới sai lạc. Quý vị nên nhớ từ đầu người ta đã không công nhận cái lần kết tập tâm tạng của chư tăng rồi. Có một số cái vị mà ở Miến Điện đó, khi mà sau khi làm xong cái tập tâm tạng á thì ngài Ma Cà Sà Bạn ngày mới qua gặp cái nhóm đó, ngài nói là chúng tôi đã kết tập xong những cái lời Đức Phật dạy trong vòng 45 năm, xin các ngài xả thú. Thì cái ông cái đám đó nó không chịu, nó không, quý vị nhớ quý vị cái tập thì quý vị xài đi, còn chúng tôi nhớ được cái gì chúng tôi chỉ xài cái đó mà thôi. Rồi cái nhóm đó nó mới súng nhau là nó đi lên miền Bắc của Ấn Độ đó, chứ nó không ở miền Nam nữa, trong khi cái miền Nam này vẫn phát triển và đưa chính cái phái đoàn đi đi qua này qua chỗ này chỗ nọ, còn đó nó dùng cái đó nó đi như vậy đó. Thành ra có những cái điều mà chúng tôi nghĩ là nó sai cái lúc mà dịch sang cái ngôn ngữ khác á, ví dụ nó đi lên đó rồi mới dịch sang ngôn ngữ Tây Tạng, rồi sau này Trần Nguyên Trang đi qua nhầm cái lúc mà nghe người Hồi giáo vô đốt cái trung tâm mà Na Lan Đá đó, đó là ông này ông lại được mới mới sách từ đó ông đem về rồi ông dịch sao mà cái bộ mà ông lãnh về không ai biết đâu đó. Ông dịch ra mới lòi ra bao nhiêu chuyện trùng đó, nó thành ra nó sai là sai những bộ đó. Còn quý vị học những cái bộ Tam Tạng mà của các nước theo cái hệ Nam truyền đó, đó. Là của Tích Lan, của Thái Lan hay của Miến Điện hay là của Cambodia hay là của Bali Tech Society này ra, thì quý vị không có sợ nó sai mà chỉ sợ là mình hiểu nó không đúng mà thôi. Nó ăn chứ không có gì đó, đó. Thành ra những cái bộ đó là những cái bộ mà nó vẫn còn lưu truyền là như vậy, thành ra nhưng mà tại vì mình có thể mình sai là tại vì cái ngôn ngữ Bali là cái gọi cổ ngữ mà mình không có giỏi, anh ta có thể là mình hiểu sai hay nhớ sai thôi. Nhưng mà nếu mà mình cẩn thận thì mình đọc xong rồi mình đem chú giải ra mình đọc, mà chú giải của nhiều nước, ví dụ chú giải của Miến Điện giải thích sao, chú giải của Thái Lan giải thích sao, có những loại chú giải của các ngài xưa viết thì nó là một, nhưng mà sau này đó người ta có ví dụ qua Tích Lan nó không hiểu, nó có giải thích thêm thì cái đó gọi là mình gọi là sớ giải đó. Người Thái nó cũng có giải thích thêm, Miến Điện cũng có giải thích thêm thì cái đó gọi là sớ giải. Ví dụ chứ cái chú giải mà đúng đắn nhất đó, nó gọi là Maha Tathagata, tức đại chú giải. Ngay cả Đức Phật cũng cũng có nhờ một số cái bài của Đức Phật trong bài Bồ Đại chú giải, rồi tới Atthagatha, rồi tới Dika, Dika tức là sớ giải đó, nó thấp hơn cái đó nữa, tại là bắt đầu xuất hiện từ cái mấy cái thế kỷ sau này thôi, còn mấy cái kia thì nó vẫn đúng như thường, đúng nó giải thích theo cái ấy nó. Thành ra bởi vì chú giải đó, nghĩa đại chú giải thì có từ thời Đức Phật, nhưng mà chú giải đó thì có từ cái thời thế kỷ thứ thứ 8 thứ 9 đó, tức là qua Tích Lan rồi mới có cái đó.
của những ngài nổi tiếng như ngài Bố Tha Gô Xạ, ngài Bố Tha Thất Tạ hay là ngài Thâm Má Ba Lá rồi này kia sùm đó, là nó xuất hiện 7-800 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Những cái loại chú dạy vậy, cái đó mình coi để mình có thể mình hiểu được cái kinh điển, nhưng mà mình phải dựa vào một số cái chuyện khác nữa, chứ còn nếu không mình tin không như vậy là coi chừng nó cũng nguy hiểm chứ không phải không. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính tri ân về cái lời dạy của sư. Nhân cái câu hỏi của chị Chiếc Lá Mùa Xuân đó, thì con nhớ là theo lịch sử đó, thì sau khi mà Đức Phật Niết Bàn khoảng 140 năm đó, là 140 năm đó, thì là chia thành hai cái nhánh, một bên đó là Đại Chúng Bộ và một bên đó là Thượng Tọa Bộ. Nhưng mà Thượng Tọa Bộ lúc đó đó thưa sư, thì lại là lấy cái tên đó, không phải là Theravada thưa sư, mà lấy cái tên đó là Thavira, là Thavira Wada. Thavira Wada là Thượng Tọa Bộ. Rồi cái nhánh này nè thưa sư, ở trên cái nhánh Thượng Tọa Bộ này nè mới đi xuống và mới truyền xuống phía nam, một nhánh truyền xuống phía nam mà đi qua Tích Lan thì mới thành ra là Theravada. Và cái nhánh mà đi lên trên á, cái nhánh Thượng Tọa Bộ này mà đi lên trên phía bắc á, phía bắc Ấn Độ là cái vùng Kashmir đó, thì đó là Sarvativada, tức là Nhất Thiết Hữu Bộ. Thì ý con hỏi đó thưa sư, thì có phải rằng á, là Theravada đó, thì trước khi có cái chữ mà Theravada đó, thì cái Thượng Tọa Bộ là cái chữ là Thavira Wada. Rồi từ Thavira Wada này đó thưa sư, con nhớ rằng á, là mới đưa xuống một cái nhánh là Xích Đồng Diệt Bộ, là Tamrasatiya Wada. Và từ cái bộ phái mà Tamrasatiya Wada này nè mới xuống bên Tích Lan mới thành ra là Theravada. Có đúng như vậy không thưa sư? Tức nghĩa là Theravada là một cái tên sau này mới có, chứ còn cái lúc mà ban đầu á thì đầu tiên đó là Thavirada rồi Tamrasatiya Wada, có phải như vậy không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic để sư chỉ dạy rõ hơn về cái vấn đề mà phân chia bộ phái như vậy. Nam mô Bố Tha Giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Thật chứ đó, chứ Theravada nó có từ đầu rồi, nhưng mà người ta không dùng để chỉ bộ phái mà người ta dùng để chỉ cho mấy ông sư. Mình nhớ cái chuyện đó, ngày xưa đó, vào thời Đức Phật đó, vẫn có tỳ khu ni. Đó. Chứ thể đá đó là chỉ cho mấy ông sư. Qua đá là lời dạy, thể đá qua đá tức là lời dạy của mấy ông sư. Nhớ chuyện đó chứ không phải là bộ phái giống như bây giờ. Rồi sau cái lần mà nó chia 5-7, nó chia tới 18 bộ phái khác nhau đó, thì mới bắt đầu là cái bộ nào mà nghĩ mình lấy rồi nó mới gom lại qua tới Tích Lan, họ mới dùng đem cái chữ cũ rồi họ xài. Chứ chữ thể đó hồi xưa không có nghĩa là bộ phái. Nhớ thể lá là cái ông sư cũng tu đó, ông sư mới tu đó thì gọi là ná quá cả, thấy không? Rồi sau 5 năm gọi là mắt chi má phế cụ, ná quá cả phế cụ, mắt chi má phế cụ. Rồi 10 hạ trở lên gọi thể ra phế cụ, rồi 20 hạ lên rồi mà thể ra phế cụ. Rồi chứ thể ra đó đó có nghĩa là ông sư, mình dịch trưởng lão đó, ông sư. Còn qua đá là lời dạy của các bậc trưởng lão. Chứ hồi xưa, hồi thời đầu tiên đó, nó không phải là cái bộ phái giống như bây giờ. Rồi sau khi mà tới qua Tích Lan rồi họ mới chia ra cái mấy cái phái đoàn gửi đi đó. Thì cái phái đoàn mà đó đi đó thì họ mới xuất hiện cái chữ Theravada là Thượng Tọa Bộ là gì ông dùng đó. Chứ thật sự đó, cái chữ đó là nó có từ trong Pali từ xưa tới giờ chứ đâu phải sau này mới có. Rồi mình phải hiểu từ xưa nó có nghĩa nó vậy đó. Thể đá tức là bậc trưởng lão, qua đá là lời dạy của bậc trưởng lão. Đó. Tức là những cái vị đó đi là truyền bá một số cái lời dạy của Đức Phật này kia, rồi đi qua tới Tích Lan cũng truyền bá vậy, rồi đi chia là mà gửi mấy bộ phái đi qua Thái cũng truyền bá, qua bên
Indonesia rồi này kia cũng đi truyền bá bộ phái, nên ta mới gọi thể ra quả đá là vậy, rồi nó biến nó thành một cái bộ phái chứ thật sự hồi tại Đức Phật không có bộ phái nào thể ra quả đá đó. Sau này cũng vậy, rồi nó thành cái mới kêu, nhưng mà kêu có thời gian sau nghe nó mất, nhưng mà nó không còn giống như cái thời đầu tiên nữa, nó có nhiều chuyện lắm. Mà mấy cái đó thì nhiều khi lịch sử người viết này người viết khác mình cũng không hiểu nằm sao sao sao, bởi cái đó là không phải là cái chính thức, không được dạy trong lịch sử Phật giáo, nên chúng tôi không biết. Trong lịch sử Phật giáo thì không có nói, có nói là cái lúc chia bộ phái có 18 bộ phái khác nhau, tên đó đó, chỉ nói sơ sơ vậy thôi chứ họ không có nói rõ ràng. Rõ ràng thì chỉ nói mấy lần trùng kết, lần thứ nhất cái tạm tạng với năm lần sau trùng tụng như thế nào thì họ có nói cái đó, chứ còn cái chuyện mà tại sao có bộ này bộ nọ thì họ không có nói nhiều, phải không? Nhưng mà chúng tôi biết thường số là tại vì hồi cái lúc mà học bên đó thì nó bắt đi học cái lớp gọi là tôn giáo tỷ giáo đó, phải không? Tức là nó có 11 cái loại tôn giáo đang hoạt động bây giờ, nó bắt mình học tóm tắt 11 cái đó nó gọi là tôn giáo tỷ giáo đó, phải không? Thành ra mới biết sơ sơ vậy thôi, chứ còn hỏi chắc chắn thì cũng biết, bởi vì các sách đó thường nó không có dịch ra rồi, tiếng Anh rồi kia nó bằng cái tiếng gì thời xưa, từ cái thời Thích Lan, tiếng Thích Lan qua Thái, có một số người viết tiếng Thái, có số ở Quảng Điện viết tiếng Quảng Điện rồi đó, nó rất là khó khăn rồi đó. Mà lúc đó chúng tôi thật sự qua đó học thì đâu có thời giờ, mình sợ mình đi mình đi tìm hiểu cái này cái nọ mình thi rớt cái là nó đuổi về. Mỗi lần mà đi ra xin gia hạn visa là phải có tín chỉ đàng hoàng chứ đâu dám để rớt rồi. Thành ra học những cái nào mà nó dài để mình học 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 để họ có không phải học để trở thành cái người hiểu biết Phật pháp, mà học để được gia hạn visa. Xây dựng sau này về mới bắt đầu đọc lại, mới bắt đầu lật ra học 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 từ từ trở lại chứ. Chứ xưa chỉ học để thi và học để được gia hạn visa thôi, chứ còn không học. Cho nó trở thành nhà trí thức của giáo pháp bao giờ đâu, quý vị là đừng có hiểu chúng tôi cao quá không có được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ, con nêu một cái quan điểm của con như vậy đó sư, tại vì nhân cái việc về nói về cái vấn đề về để mà mình nhận diện ra đó, những cái sự mình dựa vào đâu để mà mình nhận diện ra những cái sự sai lạc đó thưa sư. Tại vì truyền qua lâu năm như vậy thì mình rất là có thể chuyện đó xảy ra, tam sao thất bản. Thì như lịch sử, như hồi nãy sư cũng có nói đó, là thời Nguyên Thủy thì cái giáo pháp được truyền là ở cái vùng vùng là Trung Ấn, ở ngay cái gọi là cái vành đai là Trung Ấn, thì mới tách ra thành ra hai bộ phái, một đó là Thượng Tọa và hai đó là Đại Chúng. Bây giờ mình chỉ xét ở bên cái nhánh là Thượng Tọa bộ thôi thưa sư. Thì bên Thượng Tọa bộ nó có hai cái chi lớn, một cái chi nó truyền xuống phía nam qua Sri Lanka, đó là Theravada ngày nay, và một cái chi nó truyền lên hướng bắc, lên trên Kashmir là Nhất Thiết Hữu Bộ. Thì cả hai đều có cái tạng kinh và tạng luận, tức là Nhất Thiết Hữu Bộ cũng có một cái tạng kinh mà tương tự như là Theravada, đó là cái tạng A Hàm đó thưa sư. Bây giờ là gọi là cái tạng kinh mà A Hàm đó thì cũng rất là tương tự với lại Nikaya. Rồi họ cũng có một cái bộ Abhidhamma riêng của họ luôn, đó là Đại Tỳ Bà Sa Luận. Nhưng mà ý con là muốn nêu ra là như vậy nè thưa sư, là như vậy đó, liệu chăng á, những cái điểm nào mà nó đồng nhau, nó thống nhất nhau giữa hai cái bộ phái đó, giữa cái bộ kinh đó, thì chúng ta biết chắc một điều rằng đây chính là những cái quan điểm mà nó có trước khi phân chia bộ phái thì nó mới ra một cái đồng nhau như vậy. Còn ngược lại đó, những cái điểm nào mà trong hai cái hệ tư tưởng đó mà nó khác nhau thì mình biết rằng là đó chính là cái sự mà khác nhau nó xuất hiện mà sau khi phân chia bộ phái. Như vậy thì một trong những cái cách để mà mình tìm ra là những cái lời nào mà nó nguyên gốc á,
là mình đối chiếu hai cái tạng kinh đó để mà mình thấy ra cái sự những cái tư tưởng mà nó thống nhất nhau, có được không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic để cho sư cho cái ý kiến về cái vấn đề này. Dạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, cái đó đó thì chúng tôi không có chắc, tại vì cái bộ mà mình đang theo học đây đó là cái bộ của Thượng Tọa Bộ, mà nó họ giữ từ cái lần cái tập Tam Tạng lần thứ nhất, tức là cái chánh văn đã rồi truyền sang miền Nam đi qua mấy cái nước khác đó. Còn cái mà cái bộ kia đó mà sau này nó gọi là A Hàm đó, thật sự đó A Kha Má cũng là lời dạy của Đức Phật, hãy nhớ chuyện đó. Nhưng mà họ đó, cái đám mà đi lên nước Bắc đó, theo lịch sử mà chúng tôi học đó, thì họ có một lần kết tập Tam Tạng mà thôi. Lần đầu lần kể như giống như lần đầu tiên đó, lần đầu tiên cái hệ thể ra qua thá làm ở đây thì họ đi về quốc họ làm cái đó, và hai bên họ không đồng ý nhau về cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi nói đó, cái ngày Ma Cà Thù Va nói cái gì về kia đó, chúng tôi đã kết tâm đàn xin mời ngài xả thú đó. Ông kia ông đấu chịu, ông nói chúng tôi chỉ biết và hành theo những cái gì mà chúng tôi nhớ được mà thôi. Tại vì hồi xưa là chỉ nhớ không chứ không có viết xuống giấy, hồi đó không gì vậy. Thì họ nghĩ là họ cái đó thì cái hệ mà đưa anh bác đó họ có theo kinh điển ghi lại nhưng mà không có chính thức ghi lại, để nghĩa là hồi chúng tôi học cái lớp mà religion comparative á, tức là tôn giáo tỷ giáo đó, thì họ có đề cập tới cái đó, tức là tới đám đi lên có cái tạm tạc trên đó. Rồi sau đó là nghĩa là họ kết nạp, nghĩa là giống như là kết nạp bừa bãi để cho càng đông càng tốt, rồi nói tiền qua Tây Tạng, tiền qua này nọ trong sùm đó. Thành ra nó có một số cái mà họ mang từ Ấn Độ đi đó, thì gọi là A Kha Má đó, A Hàm đó, thì nó vẫn giống như cái hệ nguyên thủy, nhưng mà cái số đó họ mang theo ít chứ không có nhiều đó. Thành ra quý vị vô coi mấy bộ của bên ấy đó, là toàn mấy cái bộ viết sau thì nó nhiều, còn cái bộ viết từ đầu tiên như A Kha Má, A Hàm đó, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tiểu A Hàm gì đó, nó rất là giới hạn, nó không có nhiều giống như bên nguyên thủy, giống như bên thể ra qua thá. Thành ra cái chuyện mà nó còn mà nó chính xác bao nhiêu thì cho tới bây giờ mình đâu có khả năng đâu mà biết được. Thành ra nếu mà quý vị coi trong A Hàm những cái gì trong đó mà nó giống như bên của mình và bên cái gì của bên mình có bên đó đó, thì mình tin tưởng cái đó là xuất hiện từ thời Đức Phật là đúng, tại vì cái hai bên nó đều giữ cái lời đó là của Đức Phật đó. Nhưng mà bên cái bên thể ra qua thá đó thì họ kết tập, họ thấy có chuyện là họ kết tập, họ trùng tụng trở lại đó, mà họ trùng tụng tất cả nghĩa là được công nhận chính thức là 6 lần. Nhưng có những cái lần họ trùng tụng lại mà không được công nhận, tại vì cái lúc đó là ví dụ như Thái Lan đó, nó có 4-5 lần như vậy đó, nhưng mà nó khi mà nó làm nó không có thông báo ai đó, nó thấy có những cái chuyện mà sơ hở hay gì đó là họ gọi chư tăng là họ trùng tụng lại giống như cái bộ đầu tiên, rồi cái rồi hỏi ý kiến rồi cái chỗ nào sai gì này kêu họ giận dữ cái đó, thì cái đó trùng tụng ở Thái Lan đó, 2 hay 3 lần gì đó thì không được công nhận đó, thì nó chỉ công nhận đó, bên Ấn Độ Tích Lan và 2 lần ở Miến Điện mà thôi, tức là 6 lần từ tất cả. Thành ra có những cái thì hai bên nó cũng đúng mà, nhưng mà cái đúng bên đó ví dụ mình gọi là A Kha Má thì nó cũng giống như này chứ không phải không, nhưng mà còn cái Bát Nhã Tâm Kinh rồi này kia thường thì họ vẽ ra chứ làm sao chơi đó là trong nghĩa là chỉ có trong kinh Bát Lông thôi chứ kinh thủy đâu có cái bài nào mà đấy. Nghĩa là tụng cả mấy năm chưa xong á. bộ Bát Nhã là dữ dội lắm đó, sao thì nó mà nó biết cách lựa để mình học cho nó đúng nhá, dầu rằng nó cũng không thể nào perfect 100% giống như cái thời mà 1000 năm đầu của giáo pháp của Đức Phật như thế nhất nào, mình vẫn còn có khả năng để mình tạo phước báo dựa vào những cái đó được. Nam mô Bố Thà Gia. Nam mô Bố Thà Gia, dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ.
Xin mời mọi người, xin mời mọi người khác đưa gác cái cõi lên. Là cái bộ Đại Bát Nhã bên đó là rất là lớn đó thưa sư, và bộ đó cả mấy trăm cuốn gì thôi, cả trăm cuốn. Dạ, xin mời mọi người. Vẫn không có ai nêu câu hỏi hết, thế là con lại phải tiếp tục con nêu cái vấn đề. Vẫn không ai nêu câu hỏi gì cả. Như vậy thì con nêu cái vấn đề, con lấy lại cái câu hỏi của cái tuần trước, của cái vấn đề tuần trước mà con nêu ra ở cái khúc cuối, đó là này hô rô hi tát xá, Như Lai tuyên bố chính trong cái thân ngũ uẩn này nè có sự khổ và sự diệt khổ. Thì sư có nói rằng là diệt đế thì nó phải nằm ngoài năm uẩn chứ nó không thể là năm uẩn. Nhưng mà thưa sư, cái lời dạy như vậy đó thưa sư, là có thể sẽ dẫn tới cho những cái người Phật tử họ nghe họ sẽ bị hiểu lầm rằng á, là họ sẽ đi tìm một cái hạnh phúc tối thượng tức là diệt đế mà ở bên ngoài cái thân năm uẩn này thì nguy hiểm quá, tại vì như vậy á, nó sẽ bị sai lạc thưa sư, là tại vì chỉ có thể là tìm được chân lý, giác ngộ được chân lý ở trên cái thân năm uẩn này thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà sư trình sư, sư sư như là sư dạy hồi tuần trước là diệt đế là phải ở ngoài năm uẩn thì có thể là gây ra một cái sự hiểu lầm như vậy, thì như vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào cho nó an toàn thưa sư? Nhà con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này lại. Nam mô Bồ Tát gia kính và chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị. Thì bây giờ huynh coi cái bài kinh này là cái chú giải nó như thế nào, đọc trong chú giải coi sẽ giải thích như thế nào rồi mới tính chuyện được nha. Còn cái thứ hai đó, bây giờ mình cứ nói là tứ đế đi, khổ đế nó có chi pháp của nó, diệt đế nó có chi, tập đế nó có chi pháp của nó, diệt đế đạo đế nó có chi pháp nó, diệt đế nó có chi pháp của nó nha. Thì mình sẽ dựa vào chi pháp để mình biết nó ở đâu, chứ bây giờ mình nói là ví dụ như khổ đế là tất cả tâm tâm sở di sắc thuộc về thế ngoại trừ tham, hiệp thế mà thôi nha, chứ khổ đế không có liên quan tới siêu thế này, nhớ chị. Rồi cái thứ hai tập đế là gì? Tâm sở tham, mà tâm sở tham nó làm đâu có gì biết rồi. Rồi cái thứ ba đó là đạo đế, đạo đế thì nó có tám chi, tám chi đó nó ở nằm trong trong siêu thế, mình nhớ tám chi đó nằm trong trong siêu thế. Và diệt đế là nó là niết bàn đó. Thì bây giờ nó cái thân ngũ uẩn này đó thì nó chỉ có khổ đế, tập đế và đạo đế mà thôi đó. Dầu rằng đạo đế là nó nằm trong trong các tâm siêu thế, chứ mấy cái chi đó nó nằm ở trong hệ thế thì vẫn gọi là khổ đế như thường. Rồi bây giờ diệt đế là niết bàn, vậy anh hỏi là trong cái thân ngũ uẩn này có niết bàn không? Bây giờ mình có hiểu sao thì mình cứ tính chi pháp ra mà nói ra trong đó niết bàn là diệt đế, là hỏi diệt đế đó. Nghĩa là mình dựa vào cái thân ngũ uẩn này đó để mình hành dẫn tới cái sự diệt 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 khổ, dẫn tới cái sự diệt khổ, chứ không phải là cái thân chính trong thân ngũ uẩn này nó sẽ diệt khổ được. Mình nhớ chuyện đó à. Bởi vì vậy là nhớ đó, nó có cái chữ ngũ uẩn này nó có hai chữ, hai loại khác nhau. Nếu mà nó ngũ uẩn không á thì nó gồm luôn cả tâm siêu thế, nhưng mà nó không có liên quan đến niết bàn nữa. Niết bàn là nó gọi là khảnh tháo quy mút, tức là ngoại quẩn rồi. Thành ra cái nếu mình nói ngũ quẩn không á thì nó gồm cái tâm luôn, cái tâm siêu thế, tâm sở và sắc. Nhưng mà nếu nói là ủ ba tha nắc khảnh tha túc khả, tức là ngũ thủ quẩn á, thủ quẩn á, thì nó chỉ gồm có hiệp thế mà thôi. Thành ra khi nào quý vị thấy chữ thủ ngũ quẩn á thì nó chỉ có các tâm thì là tâm hiệp thế, tâm sở đi với tâm hiệp thế đó, là nó chỉ có cái đó mà thôi.
chứ nó cũng không có đạo đế và nó không có khổ đế, ấy diệt khổ diệt đế. Nhưng mà nó ngũ uẩn á, thì nó có gì, nó có đạo đế nhưng mà nó không có diệt đế. À, thì bây giờ mình có nói gì cách gì đi nữa mình nói, thành ra bây giờ muốn muốn biết chính xác thì Quỳnh Minh là cái chú giải của cái bài kinh đó, đó bài kinh này có cái câu này đó. Coi họ giải thích cái đó là cái gì không? Chứ còn cái mình đọc cái kinh mình thấy vậy mình tưởng mình hiểu đúng là coi chừng. Chúng tôi đã nói nhiều lần rồi, kinh là không dạy cho cá nhân mình, mà mình muốn coi để hiểu kinh đó là phải coi cái chú giải thêm cả cái sơ giải nữa ha, thì nó mới chính xác được. Chứ còn mình cứ mình nghĩ rồi mình nói là cái này là như vậy là tại chính xác là nó trong thân ngũ uẩn này là coi chừng, nó có rất nhiều cái mà mình họ dịch như vậy nhưng mà chưa chắc là như vậy ha. Muốn biết nó như thế nào thì là chú giải ra coi đi rồi sẽ biết. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con cũng tìm ra một cái đoạn kinh nữa là trong cái kinh là Rohita. Này hiền giả, chính ở trong cái thân thể dài một tầm có tưởng đó, cũng chính chẳng vẫn là chính trong cái thân thể này. Ta tuyên bố thế giới lô cá là năm uẩn, nguyên nhân của thế giới là tập đế đúng rồi, và sự đoạn diệt của thế giới là diệt đế, và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới là đạo đế. Như vậy thì lại một lần nữa cũng cái đoạn kinh này thì cũng nói rằng là trong cái thân năm uẩn này là có đủ tứ đế. Dạ. Nhưng mà đương nhiên con hiểu, đương nhiên là chúng ta hiểu nó là cái mầm thôi, cái mầm thôi, tức nghĩa là cái khả năng để mà có thể dẫn tới, chứ 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 đương nhiên rằng là nó không phải là nó có sẵn. Dạ. Dạ, con hiểu là như vậy. Nhưng mà cái đoạn kinh chỗ này thì cái chỗ mà về mà thế giới rồi nguyên nhân thế giới ở đây đó thưa sư, là con xin sư xác ở đây có phải đúng là cái chữ lô cá ở đây là đang ám chỉ là năm uẩn đúng không thưa sư? Con gửi bích cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn này dạ kinh thưa chư quý vị, chữ lô cá nó có bốn nghĩa khác nhau, thành ra cái đoạn này rồi chúng tôi đã nói rồi mà huynh cũng không chịu nghe, là chú giải ra coi đi rồi trước khi là mình mới nói là như thế nào mình mới bình luận nó được, còn mình không coi chú giải là coi rất là nguy hiểm, là nhớ chuyện đó ha. Thành ra cái gì cũng vậy, mình không phải là cái thứ thiệt nên là chú giải ra coi đi, chứ còn nếu mà không có đặt chú giải ra có nói gì nói đi nữa thì mình phải dựa vào những cái chi pháp của nó ha. Bởi vì cái chữ thế giới này là chữ lô cả, chữ lô cả nó có bốn nghĩa khác nhau, một trong bốn nghĩa đó là cái thân ngũ uẩn này đó, chứ cái còn không có mình không có thể nói khác được. Nhưng mà nên nhớ đó, cái gì cho cái dự đế nó là niết bàn thì nó không thể nào nó ở trong cái thế giới này đó. Nếu mà nó ở cái thế giới này mà như vậy thì cái niết bàn nó là cảnh tá quy mút, là ngoại đế là trật rồi phải không? Nhưng mà trong kinh điển nói rõ ràng niết bàn là cảnh tá quy mút. Anh đây đừng đừng bao giờ mà dùng cái nguyên cái bài kinh rồi mình dịch cái bài kinh nó ra ấy, kinh này chúng Đức Phật không có dạy chúng ta muốn hiểu chúng ta phải coi trong chú giải. Còn không coi trong chú giải nói ngồi cũng mất thời giờ thôi, mình không hiểu được đâu. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ, tất nhiên là con cũng có tham khảo thêm ở trong những cái chú giải, nhưng mà nhiều khi không hiểu hết đó thưa sư, thì con mới nêu lên đây để cho sư chỉ dạy. Dạ, như vậy thì xin mời các chị nêu các cái vấn đề khác. À, xin mời các anh chị nêu các cái vấn đề khác lên. Chúng ta còn có mấy phút nữa là hết rồi. Dạ, như vậy còn nêu cái vấn đề cuối cùng.
Dạ, còn nêu cái vấn đề cuối cùng cũng là một cái đoạn kinh, đoạn kinh Bali, Ragasa Thikkhave Apinyaya, tức là này các tỳ khưu, tức là làm sao mà để mà thấu hiểu, Apinyaya thấu hiểu rõ được Raga, tức là cái tham ái, làm sao mà mình thấu hiểu được cái tham ái. Thì tayo thamma là phá quê tát pha, tức là ba pháp cần phải được tu tập. Thì ba pháp đó là cái gì? Sunyato samadhi nè, animitto samadhi nè, và appanihitto samadhi, tức là không định, rồi vô tướng định và vô nguyện định. Như vậy thì con xin sư giải thích là tại sao, tức là cái mối liên hệ giữa cái tu tập mà ba cái định này đó, thưa sư, nó lại liên quan đến cái vấn đề là mình thấu hiểu được tham ái, Ragasa Apinyaya đó. Tức là tại sao mà tu tập ba cái định là không tánh định, vô tướng định và vô nguyện định đó, thì nó liên quan gì đến cái sự mà mình gọi là mình thấu hiểu được cái tâm luyến ái, cái raga, cái tâm tham ái. Dạ, còn kính gửi mít cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Địa Tạng Hiện Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Khi mà cái ngài ngài nói cái câu này đối với người nào thì liên quan tới cái định nhiều, thì ngài dùng cái chữ này để ngài nói tới định. Mà cái định này thì nó phải nằm trong giới định tuệ. Tức là cái người mà đi tới cuối cùng thì thấy một trong ba cái này chứ không phải thấy lần ba. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Ba cái này đó tùy theo người. Con người thấy dùng cái samadhi là sổ nhớ tô samadhi, còn có người là ní mít tô samadhi, cũng có người là phần ní là samadhi, và cái này nó khác nhau, nó có giống nhau tùy theo cá nhân, cái phần nhân cực của người đó. Khi mà hành cái pháp này rồi họ mới đi cái cận định đó. Cái định mà ở cái những cái tệ, nếu thiệt mình sát thì cái định mà ở những cái tệ mà 8, 9, 10 đó ha, thì nó sẽ rõ ràng cái đó là loại nào. Bởi vì khi trí tuệ người đó thấy niết bàn là thấy niết bàn loại đó. Thành ra cái này nói cái sao mà thấy để chỉ cho cái trường hợp cái gì là đi trong cái trường hợp nó liên quan tới những cái điều kiện như vậy. Nên thành ra mà muốn biết những cái điều kiện như thế nào thì ít nhất mình phải, chúng tôi đã nói nhiều lần mà quên chứ không có chịu nghe, coi xong bằng cái bài kinh thì phải là chú giải ra coi họ giải thích như thế nào trong những trường hợp đó. Bởi chú giải thì họ có khả năng nhiều, mình hỏi giải thích cái đó. Chứ còn mình dựa vào kinh đó, nó thật sự ra đó, thời này đó mà mình nó mình đọc kinh hiểu thì bảo đảm quý vị nên vô rừng ngồi thở dài thở ngắn để đắc đạo quả, nó dễ lắm. Mình không có tư cách gì mình đọc kinh mình hiểu đó. Muốn đọc để hiểu là phải lật chú giải ra coi, chứ còn ấy chú giải chưa chắc là nó đã giải thích mình hiểu, phải đọc thêm chú giải lời giải thích từ về tràng ngoài chứ. Chứ còn bây giờ mình cứ dựa vào kinh rồi có ngày nào đó mình cứ mình hiểu sai không mình không biết là cái lúc đó là nguy hiểm cho cái đời mà tu học Phật pháp của mình. Nó không phải là gì chuyện đó, nó không phải là chuyện dễ. Mà chúng tôi nói rất là nhiều về là vậy rồi, quý vị nên nhớ lật bài kinh ra đó mình đọc rồi cái mình phải đem là chú giải ra rồi tại sao chú giải thích như vậy, giải thích chỗ đó như thế nào, rồi từ đó mình mới có thể mình có những cái kết luận hoặc mình hiểu, hoặc là có thể mình không hiểu thì mình dựa vào chú giải mình đi hỏi cái điều kiện đó, chứ mình không thể nào nói chúng tôi đọc nhiều cái thì chúng tôi không bao giờ chúng tôi đọc trực tiếp vô kinh đó. Chúng tôi chỉ đọc những cái đoạn trong kinh đó và chúng tôi phải đi kiếm chú giải để coi giải thích cái đó như thế nào, trường hợp nào Đức Phật dạy về kinh đó và dạy về cho ai đàng hoàng, chứ không phải là mình muốn hiểu sao hiểu. Nếu mà mình muốn hiểu sao hiểu thì mình không có thèm vô đây làm gì đâu, mình có đủ tư cách đi tự tu tự chứng được rồi. Nếu mình có khả năng mình đọc đọc chánh kinh mà mình hiểu là mình có là mình đầy đủ khả năng để tự tu chứng được rồi đó. Thành ra đừng bao giờ mà nghĩ mình có khả năng đó rồi cái mình mất thì giờ vô ích, ráng kiếm bộ chú giải theo để có gì đọc trong đó đi ha. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Triều Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Cư Chư Năng Nữ Trong Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng các cận chư năng nữ trong đạo tràng có cơ hội để
chấm dứt các cái pháp ngủ ngầm này tâm. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Gà Giá, Nam mô Rắc Tâm Nó Tờ Chết Xa. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Gà Giá. Dạ quý vị trong đạo tràng có nghe được âm thanh của mấy tao. Dạ cảm ơn cô Tư Mẫn. Cảm ơn Hoàng Thành, cảm ơn Lan Thang. Dạ. Trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liệu Tâm, cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng, và chúng con kính cảm ơn Ngài Liệu Tâm rất là nhiều đã đến room Phật Giáo Nam Truyền để trả lời những câu hỏi, những điều thắc mắc của chúng con, để chúng con làm bài học trên con đường tu tập của chúng con. Và giờ đây, con xin đọc phần sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo và kính xin Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi nghe Pháp. Uttamang ghe na hoàng đề hàng bà đa bằng sùng qua Uttamang Bút thệ vô khá lý tổ đồ sổ bút thô khá má tu tăng má măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vì chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xả tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng thâm mạnh cha đu vi thằng quá rằng thâm mê vô khá lý tổ đồ sô thâm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hạnh, các tội lỗi mà con đã vui phạm đến Pháp Bảo, quên Pháp Bảo xả tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng sanh khanh cha đuôi thốt ta măng sanh khệ vô khá li tô đô sô sanh khô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng, các tội lỗi mà con đã vui phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính nhân mít đến Ngài Trí Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn Phật Báo ạ. Và con kính nhân mít đến Ngài. Chirat ming me buddha se tho ta re buddha ta da ki ne wa mang se mokra la no pura to bi ta ka ta yang ba ti me ma ma anando.